Cô gái này đang đến gặp nam thần tượng mà mình luôn thầm thương trộm nhớ. Cô đứng trước gương của một chiếc xe đang đậu gần đó, sửa soạn vẻ đẹp trước khi gặp người ấy. Chủ nhân của chiếc xe này có vẻ khó chịu nên đã bảo tài xế của mình chạy xe đi. Cô gái giật mình làm thỏi son văng ra và rớt xuống dưới đất. Một anh chàng đẹp trai bước ra từ trong chiếc xe, đám đông chen lấn khiến hai người vô tình va vào nhau. Ánh mắt chạm nhau, con tim rung động, có lẽ định mệnh bắt đầu từ đây. Nhưng đó chỉ là vài giây lãng mạn trước khi những rắc rối bắt đầu. Trong lúc hai người va phải nhau, chiếc áo của cô gái vô tình mắc vào cúc tay áo của chàng trai, những sợi len bị kéo ra khiến cô nàng phải e dè. Chàng trai lúc này nhận ra tay áo vướng phải thứ gì đó, lạnh lùng gỡ nó ra rồi vội vàng bước đi. Cô nàng này không phải là người chỉ biết ngồi im chịu trận, nhanh chân bước theo anh ta để đòi công bằng. Cô vừa chạy theo vừa gọi anh ta đứng lại, rốt cuộc cũng bắt kịp tên lãng tai này. Cô mắng anh ta một trận. Sau khi nhìn thấy áo của cô gái như vậy, anh ta đề nghị mua một chiếc áo mới cho cô, nhưng cái cô cần là một lời xin lỗi chân thành. Anh ta cứ thế mà lạnh lùng bỏ đi. Anh chàng đẹp trai này thật ra là một vị tổng tài. Anh ta là Cố Vinh, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Cố, đích thị là Hào Quang nam chính đây rồi. Trong phòng họp, ông nội của anh muốn anh thừa kế vị trí chủ tịch của tập đoàn, nhưng anh ta kiên quyết từ chối, còn viết sẵn cả đơn từ chức. Lúc này, nữ chính đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì nam thần Hàn Nhiên xuất hiện. Cô không muốn Hàn Nhiên thấy dáng vẻ của mình lúc này, nhưng thấy mọi người tranh mua sách của anh. Cứ đứng nhìn thì không còn slot mà mua, cô chen vào đám đông mãi cũng mua được. Vừa cầm được sách trong tay liền tưởng tượng ra một câu chuyện lãng mạn ngôn tình giữa cô và Hàn Nhiên. Ảo tưởng Hàn Nhiên thích mình, đến đoạn chúng ta mong chờ nhất thì lại gặp vị tổng tài kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp, một đám vệ sĩ vây quanh bắt Cố Vinh về thừa kế vị trí chủ tịch. Sách của cô cũng bị rơi xuống đất, lại còn bị đám người kia đạp cho tả tơi. Cô gái lúc này cảm thấy vô cùng tức giận, các người đã tới số rồi. Liên xử hết đám người này, vô tình giải vây cho Cố Tổng. Cuộc náo loạn này đã làm cô không được gặp Hàn Nhiên. Cô không sợ trời không sợ đất, nhưng thấy máu là ngất xỉu, tổng tài liền đưa cô đến bệnh viện. Lại một lần nữa cô có ấn tượng không tốt với Cố Vinh, nghĩ rằng anh ta là biến thái liền ra tay với anh, nhưng lại đánh nhầm trợ lý của anh. Trên đường về nhà, Cố Vinh luôn nghĩ về cô gái đó, thì ra anh mắc một chứng bệnh, đó là hội chứng sợ tiếp xúc. Trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng lại cảm thấy đặc biệt khi tiếp xúc với nữ chính, vì vậy anh ta muốn thuê cô ấy làm vệ sĩ cho mình. Sau khi tìm hiểu biết được cô là con gái của một võ quán nhà họ Tô, tên là Tô Tịnh Tịnh, Cố Vinh chắc hơn về việc muốn cô làm vệ sĩ riêng. Anh đến nhà cô thỏa thuận nhưng bị từ chối, anh và trợ lý bị gia đình ba người bọn họ đuổi đi thê thảm. Cố Tổng xui xẻo vừa bị đuổi đi liền gặp đám người muốn bắt anh ta liền trốn vào cửa sau một ngôi nhà nào đó. Thật trùng hợp, ngôi nhà này lại là nhà của nữ chính. Anh ta đang trốn trong nhà bếp thì gặp cô từ trên lầu đi xuống, cô đang gội đầu thì hết nước, anh ta định nhân lúc cô không để ý mà bỏ trốn. Cô ấy liền tưởng tiếng bước chân của mẹ cô, liền nhờ anh ta gội đầu cho cô, anh ta hết cách đành làm theo. Nhưng anh ta đã bị phát hiện, cô không may bị trẹo chân ngã vào lòng tổng tài. Toàn bộ cảnh này đều bị ba mẹ cô nhìn thấy liền giáo huấn anh ta một trận. Mẹ Tịnh Tịnh tưởng rằng anh ta là kẻ lừa đảo, anh đề nghị sẽ trả tiền trước và ở lại nhà của họ. Nhưng lúc này tài khoản ngân hàng của anh đã bị khóa, cũng không liên lạc được với trợ lý, trên người chỉ còn chiếc đồng hồ là đáng giá liền đưa cho bọn họ. Mẹ Tịnh Tịnh thấy vậy liền chấp nhận cho anh ta ở lại. Nhưng Tô Tịnh Tịnh vẫn không tin, anh không muốn cho anh ta ở lại nhà mình. Tổng tài lần đầu tiên ở trong một căn nhà tầm thường như vậy, đến cả kem đánh răng cũng chỉ còn cái vỏ, phải cố hết sức mới lấy ra được một ít. Mọi thứ trong phòng đều làm anh ta khó chịu. Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi nhạc tập thể dục của Tô Tịnh Tịnh liền vùng dậy tắt đi. Sau đó anh cùng bố con nhà họ Tô đi tập thể dục. Trở về trợ lý cuối cùng cũng gọi cho anh vì lén lút liên lạc với anh liền bị đám vệ sĩ bắt và tra hỏi tung tích của tổng tài. Nhưng anh ta rất trung thành với chủ của mình, không tiết lộ nửa lời. Trong lúc bị tra hỏi thì tổng tài gọi lại cho trợ lý bị đám người kia giành lấy nhận cuộc gọi. May mắn thay sự xuất hiện của sếp Bạch đã cứu họ một mạng. Cô ấy còn tốt bụng nhắc nhở tổng tài nếu muốn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ thì nên tắt thiết bị định vị. Sau đó tổng tài nhận được chuyển phát nhanh của trợ lý muốn Tịnh Tịnh cùng đi rút tiền với anh, vì không muốn người khác phát hiện nên phải ngồi xe buýt. Nhưng anh vốn không tiếp xúc được với người lạ nên Tịnh Tịnh đã nhường chỗ ngồi cho anh, còn bảo vệ cho anh. Hành động này của Tô Tịnh Tịnh đã khiến anh cảm động, còn có cảm giác an toàn khi ở bên cô. Sau khi đến cây ATM, anh nhờ cô rút tiền. Tô Tịnh Tịnh nhìn thấy số dư tài khoản của Cố Vinh liền cảm thấy anh có chút đáng ngờ. Cô chưa từng thấy số dư nhiều tiền như vậy, cô nghĩ rằng Cố Vinh là một tên tội phạm, liền lấy vũ khí một tay xử lý trán anh chảy máu, và rồi cô ngất xỉu vì thấy máu. Bạch An Nhu nhìn thấy Cố Vinh, người mà mình thích thầm, lại đi ôm một cô gái khác. Cô đến tìm Cố Vinh để đưa điện thoại mới cho anh tiện liên lạc với mình và trợ lý. Thấy vết thương trên trán anh, cô vô cùng xót xa nhưng lại chỉ có thể nhắc nhở anh cẩn thận một chút. Cô thắc mắc cô gái mà anh ôm là ai. Tô Tịnh Tịnh, người con gái ngoại lệ của anh và cũng là lý do khiến Cố Vinh ở lại nơi này. Bạch An Nhu lo lắng nơi này không an toàn cho Cố Vinh, khuyên anh không nên ở lại lâu.
Cùng lúc đó, Tô Tịnh Tịnh cũng cảm thấy không an toàn khi để Cố Vinh ở lại nhà mình. Nhưng mẹ cô nói Cố Vinh là người đưa cô về khi cô ngất xỉu, điều này chứng tỏ Cố Vinh là người tốt. Tô Tịnh Tịnh lại nghĩ đây là chiêu trò của Cố Vinh để lấy sự tin tưởng của nhà họ. Bố của Tịnh Tịnh một mực thương con, lần này ông nhất định phải tống cổ tên nam nhân đó. Ba người cùng trốn sau cửa thừa cơ để đập lén Cố Vinh, nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Cố Vinh và Bạch An Nhu. Ba người họ bất ngờ khi biết được Cố Vinh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố Thị. Không tin vào sự thật mà tai mình nghe được, hai bố con nhà họ Tô liền tìm kiếm thông tin của anh, xong mới thật sự tin vào Cố Vinh. Lúc này Tô Tịnh Tịnh cũng chợt nhận ra chỉ cần Cố Vinh đưa tiền thì hợp đồng có hiệu lực, cô liền trở thành vệ sĩ của anh. Sau khi Cố Vinh đưa số tiền mình đã giao dịch, chiếc đồng hồ cũng quay về lại với chủ. Ngài tổng tài này cũng quá kiêu ngạo rồi, trả tiền xong liền giành luôn căn phòng của Tô Tịnh Tịnh, còn bắt cô phải dọn dẹp căn phòng lại cho anh. Anh bất mãn trước sự ngốc nghếch của cô, còn sát xéo nói cô học không giỏi toán, cô cũng đứng lại đấu khẩu với anh. Cố Vinh ghét màu hồng, buộc cô phải chuyển hết những thứ có màu đó ra. Buổi tối, mẹ của Tô Tịnh Tịnh đem chăn mới cho Cố Vinh, anh cũng không khách sáo muốn dùng nhờ máy tính. Nhưng đó là máy của Tịnh Tịnh, cô không muốn anh đụng đến đồ của mình. Mà mẹ cô là người quyền lực trong căn nhà này, cô chỉ biết ngậm ngùi theo lời của mẹ cho Cố Vinh mượn máy tính. Tuy vậy cô vẫn bất mãn với anh, kéo lấy chiếc ghế màu hồng mà Cố Vinh đang ngồi. Cố Vinh vô tình đụng trúng chiếc kệ làm bể con búp bê mà Tô Tịnh Tịnh trân quý. Thấy cô buồn như vậy, Cố Vinh ngỏ lời sẽ đền lại cho cô. Tuy nhiên món đồ này đối với Tô Tịnh Tịnh không phải dùng tiền là đền được. Cứ nghĩ Cố Vinh sẽ áy náy trong lòng ấy, vậy mà lại sai vặt cô rót nước cho mình, mà phải là nước 50 độ mới chịu. Cô bất mãn cãi nhau với anh nhưng vẫn thua trước sự ngang ngược của tên gia hỏa này. Cố Vinh nhìn thấy màn hình máy tính là bản thiết kế con búp bê anh làm vỡ mà cô trân quý, nên đã để lại lời nhắn xin lỗi. Lúc này Tô Tịnh Tịnh quên mất căn phòng của mình đã nhường cho Cố Vinh, như thường lệ đi vào nằm ngủ trên chiếc giường thân thuộc. Cố Vinh gọi cô dậy, thế mà Tô Tịnh Tịnh lại nghĩ anh biến thái muốn chiếm tiện nghi của cô. Sau một hồi nhận ra mình đi nhầm phòng, cô bèn ngậm ngùi quay về. Cố Vinh uy hiếp cô, nếu còn gọi anh là biến thái thì sẽ trừ lương. Hai người cùng ăn sáng với nhau, lúc này vị sư huynh của cô trở về ghé thăm cô liền thay đổi trở thành dáng vẻ của một cô gái yêu kiều thục nữ. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau không để ý đến Cố Vinh bên cạnh. Lần trước tuy lỡ mất buổi ký tặng sách của Hàn Nhiên nhưng lần này về đại sư huynh vẫn để dành cho cô một quyển. Hàn Nhiên cũng không ở lại lâu, anh phải trở về kịp chuyến bay. Tiễn Hàn Nhiên về xong, Tô Tịnh Tịnh thể hiện sự vui vẻ trên khuôn mặt nhưng lại bị Cố Vinh trêu làm cho tức chết. Cô đến tiệm của Ami, người bạn thân của mình Hàn Huyên, tâm sự tìm kiếm sự an ủi. Lần này Cố Vinh còn dùng đến loa để ra lệnh cho Tô Tịnh Tịnh lấy thuốc cho mình. Anh bắt cô làm từ việc này đến việc khác. Cô lại đến chỗ của Ami, sau khi nghe Tô Tịnh Tịnh kể lại, Ami kết luận hai người là định mệnh của nhau như tình tiết trong phim. Cố Vinh đưa cô đến xem triển lãm nhưng trước tiên sẽ đi mua đồ, khiến cô nhớ lại những điều mà Ami đã nói. Ở trên xe anh lại hỏi chỗ bán đồ giản dị vì cô nói anh mặc đồ lố lăng làm cô tưởng anh ta muốn mua đồ cho mình. Cố Vinh lựa đồ xong thì đi mua đồ cho Tô Tịnh Tịnh nhưng cô lại không quen mang giày cao gót. Hai người cùng đến xem triển lãm, cô bị một người đụng trúng và làm vỡ tượng điêu khắc nhưng cô lại không có đủ tiền trả. Lúc này nam chính của chúng ta đã thay cô ấy trả số tiền đó. Anh nói sẽ giữ bí mật cho cô nhưng với điều kiện cô phải làm vệ sĩ cho anh trong 5 năm để trả nợ. Anh bắt cô quay video lại để làm bằng chứng. Trong lúc trò chuyện với mẹ, cô phát hiện một cách có thể kiếm được nhiều tiền. Mấy bà mẹ đang flex về con của mình, mẹ Tịnh Tịnh thấy vậy cũng không để mình mất mặt, khoe rằng con gái đã tìm được việc làm trong một doanh nghiệp lớn. Cùng lúc đó, Tịnh Tịnh dẫn Cố Vinh đến spa nơi mẹ cô đang làm để kiếm tiền trả nợ. Mẹ cô liền nhận anh chàng đẹp trai đi theo Tịnh Tịnh là bạn trai của con gái mình. Tô Tịnh Tịnh thể hiện tay nghề làm đẹp của cô mới học được từ mẹ trên mặt vị tổng tài nhưng trình độ nghiệp dư lại khiến Cố Vinh cảm thấy đau đớn, đoán chắc rằng cô đã lừa mình vào đây. Nhưng chỉ có Tô Tịnh Tịnh là ngoại lệ với chứng sợ tiếp xúc của anh. Cố Vinh đành để Tô Tịnh Tịnh làm tiếp, nhờ đó mà Tô Tịnh Tịnh kiếm được khá khá tiền từ vị tổng tài này. Mẹ cô được nước lấn tới khoe tình yêu mặn nồng của con gái mình. Cố Vinh phát hiện được bảng giá làm đẹp mà Tô Tịnh Tịnh lừa anh nhiều hơn 2.000 tệ, anh bắt cô giải thích. Cô liền nhận mình có tay nghề cao nên số tiền lấy nhiều hơn và cũng chỉ mỗi cô mới chạm vào mặt anh được. Lần sau Tô Tịnh Tịnh lại dùng dịch vụ massage để kiếm tiền. Cố Vinh thấy vậy liền nghĩ ra bao nhiêu là dịch vụ cho Tịnh Tịnh làm. Anh khen cô làm việc ngày càng tiến bộ, cô cũng nói anh đã thay đổi, sợ rằng Tạ Đặc sẽ nhận không ra. Cô thắc mắc anh thật sự từ bỏ căn nhà lớn mà ở nơi vùng quê, anh nói sẽ đi khi cô trả hết nợ. Trên đường về gặp Hàn Nhiên, Tịnh Tịnh hớn hở chạy tới bên anh. Hàn Nhiên và Tịnh Tịnh nói chuyện vui vẻ. Cố Vinh khó chịu nói ra mối quan hệ giữa mình và Tô Tịnh Tịnh. Lỡ nhắc đến chuyện chủ nợ với cô, Tô Tịnh Tịnh nhanh chóng chặn miệng anh lại. Thấy Hàn Nhiên thân mật với Tịnh Tịnh, Cố Vinh liền bắt cô mua cà phê cho mình. Anh ta ghen rồi liền uy hiếp Tịnh Tịnh, cô bất lực nghe theo. Hàn Nhiên từ cửa bước vào thấy học trò mình trở về, bố Tịnh Tịnh vui mừng chào đón. Tô Tịnh Tịnh sợ mình về chậm trễ thì Hàn Nhiên đi mất, chạy thục mạng về nhà đưa ly cà phê cho Cố Vinh.
Thấy cô chạy mệt như vậy, Cố Vinh đưa cô uống ly đó. Tịnh Tịnh nhận lấy ly nước với sự ngỡ ngàng. Cả nhà đang ngồi gói sủi cảo, Cố Vinh ghét cảnh thân mật giữa Tịnh Tịnh và Hàn Nhiên. Anh cũng không muốn ngồi nhìn mà bắt tay làm, nhưng vị thiếu gia này vốn dĩ chẳng biết gói. Mẹ cô nói anh không cần làm, chỉ cần ngồi ăn. Lần này Hàn Nhiên về sẽ thường xuyên đến thăm nhà cô, khiến cho Tịnh Tịnh rất vui. Thấy hai người gắp đồ ăn cho nhau, Cố Vinh cố tình nhắc đến việc xem điêu khắc khiến cô cảm thấy chột dạ. Để Hàn Nhiên không để ý đến chuyện này, cô lại gắp thức ăn cho anh. Vị cố tổng cũng muốn cô phục vụ mình ăn uống. Hàn Nhiên đang muốn tìm trợ lý cho mình hỏi Tịnh Tịnh có muốn làm không, cô vui vẻ nhận, nhưng Cố Vinh nhắc nhở cô hiện đang là trợ lý của mình. Cố Vinh tất nhiên không để hai người ở cạnh nhau, lại dùng chiêu cũ uy hiếp cô. Thấy cô vẫn cứ cứng đầu muốn bên cạnh Hàn Nhiên, Cố Vinh lại tìm việc cho cô làm để tách hai người ra, nhưng lại bị cô phớt lờ. Tô Tịnh Tịnh vì muốn được Hàn Nhiên quan tâm, cô giả vờ không mở được nắp chai nước nhờ anh mở hộ. Cố Vinh không muốn cô đạt được nguyện vọng, anh giành lấy chai nước và vạch trần cô. Thấy Cố Vinh làm khó Tịnh Tịnh, Hàn Nhiên cũng không ở lại lâu nữa. Cố Vinh muốn cô hãy là chính mình, sao phải vì Hàn Nhiên mà tỏ ra dịu dàng. Anh dạy cô triết lý về tình yêu, cho rằng cô ngốc nghếch thích một người không thích mình, nhưng anh lại không nhận ra sao bản thân tức giận một chuyện không liên quan. Tô Tịnh Tịnh vui vẻ chọn đồ đi hẹn hò với Hàn Nhiên. Cố Vinh khó chịu vạch trần bộ mặt chuyên đi thả thính của Hàn Nhiên. Cố Vinh cũng mặt dày đi theo buổi hẹn hò của hai người. Kẻ thứ ba này đã phá tan buổi hẹn hò lãng mạn mà Tịnh Tịnh mong chờ. Hàn Nhiên và Tịnh Tịnh muốn chụp lại tấm ảnh như lúc nhỏ, nhưng kẻ thứ ba này vẫn luôn ở phía sau phá hỏng. Vì muốn xử lý tên kỳ đà cản mũi này, cô đã gọi Ami đến giữ chân Cố Vinh. Thấy mình bị bỏ lại phía sau, Cố Vinh đề nghị đạp xe vòng quanh đó, nhưng nói mình không biết đi, đành nhờ Tịnh Tịnh trợ giúp. Tịnh Tịnh lại mất đi cơ hội bên cạnh đại sư huynh. Ami luôn tìm cơ hội để Tịnh Tịnh được ở bên Hàn Nhiên, nhưng Cố Vinh thật khó đối phó. Đột nhiên trưởng ban Hà xuất hiện, Tịnh Tịnh liền kéo tay Cố Vinh chạy thoát sự truy đuổi của tên vệ sĩ kia. Nhưng sao tôi thấy ông này chạy chậm vậy? Cuộc họp lần này do Bạch An Nhu chủ trì. Cô phát hiện trong nội bộ có kẻ làm ảnh hưởng xấu đến công ty. Tạ Đặc gọi tới nói Cố Vinh bị trưởng ban Hà đuổi theo. Hai người dù chạy xa nhưng vẫn bị lão Hà tóm được, nhân lúc ca có Hàn Nhiên, Tô Tịnh Tịnh gỡ bỏ lớp ngụy trang thực hiện nghĩa vụ vệ sĩ của mình. Cuối cùng cũng cắt đuôi được ông ta. Một chiếc xe đột nhiên chạy đến, Tô Tịnh Tịnh không để ý Cố Vinh kéo tay cô lại, hai người lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với nhau. Lần này nhờ có Tô Tịnh Tịnh, Cố Vinh mới thoát được sự truy bắt của lão Hà. Hàn Nhiên lo lắng khi Tịnh Tịnh và Cố Vinh vẫn chưa về. Hàn Nhiên không đợi được muốn đi báo cảnh sát tìm người thì rốt cuộc hai nhân vật chính cũng trở về. Bạch An Nhu ngược lại đổ hết mọi việc lên đầu Tịnh Tịnh. Thấy Tịnh Tịnh bị tra hỏi, Cố Vinh lên tiếng giúp cô. Bạch An Nhu kể khổ với Cố Vinh, đồng thời thăm dò cách nhìn của anh về Tô Tịnh Tịnh. Cô chắc rằng anh đã động lòng với cô gái này rồi. Nhưng Bạch An Nhu không muốn từ bỏ, cô nói rằng nơi này không còn an toàn, sớm muộn ông nội cũng tìm được chỗ anh, muốn Cố Vinh rời khỏi nơi có Tô Tịnh Tịnh. Ở trong phòng, Tô Tịnh Tịnh đang nghĩ Cố Vinh thế mà có lòng tốt nói giúp cô. Hàn Nhiên đột nhiên bước vào hỏi thăm, anh nhắc nhở cô bảo vệ bản thân đừng để bị người ta ức hiếp. Nghe Hàn Nhiên nói còn buổi ký tặng cuối cùng, Tô Tịnh Tịnh vì muốn đi bèn lấy lòng Cố Vinh mang đến cho anh một dĩa trái cây mrem để xin nghỉ phép. Một mặt là cho phép cô đi nhưng thật ra là phải có anh ta đi cùng. Hàn Nhiên không ngờ Cố Vinh cũng muốn đi. Tô Tịnh Tịnh vì không muốn ngồi ghế sau với Cố Vinh, cô nhường Hàn Nhiên ngồi chỗ đó, lo lắng Hàn Nhiên sẽ bị mệt. Tịnh Tịnh ngủ trên xe nhưng đầu không nằm yên một chỗ, thấy Hàn Nhiên cũng đang ngủ, Cố Vinh đưa tay ra để cô tựa mặt, gương mặt anh cũng đột nhiên nở ra một nụ cười. Đến khách sạn nhưng căn phòng Hàn Nhiên đặt trước chỉ có một giường, dù là người có nhiều tiền thế mà Cố Vinh lại dành chiếc giường đề nghị Hàn Nhiên ngủ ở sofa. Tô Tịnh Tịnh rủ Hàn Nhiên đi ăn, thấy chiếc áo anh mặc cho buổi ký tặng bị nhăn, cô ngỏ ý ủi áo giúp anh. Cố Vinh bị cô cho ăn dấm liền sang phòng cô, muốn cô thuê khách sạn khác với mình. Tô Tịnh Tịnh đang ủi dở chiếc áo nghe tiếng chuông cửa, tưởng rằng Hàn Nhiên đến, nhưng người trước mặt là tên tổng tài kiêu ngạo kia, đôi co với hắn một hồi chiếc áo đáng thương kia đã bị ủi chín. Cô bất lực không biết giải quyết như thế nào thì Hàn Nhiên gọi đi ăn. Thấy Hàn Nhiên có thể tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào, Cố Vinh cố ý cà khịa Hàn Nhiên để Tịnh Tịnh hiểu rõ về con người Hàn Nhiên. Đầu óc Tịnh Tịnh đang ở trên mây làm cháy cả miếng thịt ngon. Nghe thấy từ cháy làm cô lo lắng không yên. Để ý Tịnh Tịnh lo lắng mãi, Cố Vinh tìm cho cô địa chỉ sửa đồ khiến cô rất cảm kích. Cô lại nợ Cố Vinh lần nữa. Nghĩ Tịnh Tịnh bị lừa tình, Cố Vinh chất vấn Hàn Nhiên. Hai người đàn ông cãi nhau, Cố Vinh cạn lời đành ra sofa nằm. Cố Vinh trằn trọc mãi không ngủ được, đến phòng tìm Tô Tịnh Tịnh nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh oán trách cô chỉ vì một tên nam nhân mà vẫn chưa về, muốn đi tìm cô nhưng nhân cách thứ hai ngăn anh lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Cố Vinh rốt cuộc cũng đi tới chỗ cô. Thấy Tịnh Tịnh đang ngủ say, Cố Vinh lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô. Ôi cảnh tượng này thật lãng mạn làm sao. Lúc sau Tô Tịnh Tịnh tỉnh dậy thấy Cố Vinh nằm bên cạnh cô cũng nhẹ nhàng đắp áo lại cho anh. Cố Vinh lúc này chưa ngủ sâu, anh mở mắt ra nhìn đắm đuối người con gái đang đứng ngay trước mặt mình. Sáng hôm sau Hàn Nhiên có việc bận nên Tô Tịnh Tịnh cùng Cố Vinh đi đến đảo giữa hồ. Tạ Đặc gọi đến báo cho anh bác sĩ Trương đã tìm ra thuốc chữa bệnh sợ tiếp xúc của anh. Nói rằng Cố Vinh cần phải giữ tiếp xúc với Tịnh Tịnh nhưng cô lại nói muốn tỏ tình với Hàn Nhiên.
Cố Vinh khuyên cô nên từ bỏ không lại khóc thê thảm. Nhìn thấy những món đồ cô mang theo để tỏ tình, Cố Vinh dành uống lon coca có dòng chữ tỏ tình của cô. Tô Tịnh Tịnh muốn giành lại nhưng chân ngắn ngã nhào vào lòng anh. Nhìn tấm ảnh cô chụp chung với Hàn Nhiên, Cố Vinh muốn làm loạn buổi tỏ tình này. Luyên thuyên mãi với cô anh để lộ bí mật mình chưa hẹn hò bao giờ khiến cô cười nhạo anh. Tô Tịnh Tịnh cười vào mặt anh, chưa yêu đương bao giờ mà anh lại dạy tôi cách yêu sao. Cô cũng chẳng muốn để ý Cố Vinh làm gì, lúc này trong đầu cô cũng chỉ có mỗi Hàn Nhiên. Mặc dù chẳng biết Hàn Nhiên khi nào xong việc, cô vẫn vui vẻ chờ đợi. Hàn Nhiên là một nhà văn tài ba, anh có cái nhìn khác biệt về những vấn đề trong cuộc sống. Anh nhìn thấy bài đăng Weibo của một cô gái với những dòng caption lấy từ trong sách của mình. Bên này Tô Tịnh Tịnh chuẩn bị hầu như hoàn tất mọi việc cho buổi tỏ tình. Chân cô tê rồi nhờ Cố Vinh dìu cô đứng. Buổi tỏ tình cho Hàn Nhiên nhưng diễn cảnh bây giờ giống như buổi tỏ tình của cô và Cố Tổng. Rõ ràng cô là người vấp phải những cây nến nhưng Tịnh Tịnh lại trách Cố Vinh không cẩn thận làm hỏng mọi thứ cô chuẩn bị. Tô Tịnh Tịnh cảm thấy bị Cố Vinh xem thường. Cô bắt anh hóa trang thành Đường Tăng ngồi im trong vòng tròn mà cô vẽ. Tuy Cố Vinh rất phiền phức nhưng ngoài anh ra không có ai giúp cô dựng lều, cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Đang lúc quan trọng thì điện thoại Tịnh Tịnh hết pin, vẫn lại phải hạ mình xin mượn của Cố Vinh. Cô không để ý nguy hiểm đang đến, một đàn ong vò vẽ lúc nãy bị cô đụng trúng tổ kéo nhau đi trả thù. Hai người chạy trốn vào trong lều, vậy mà vô tình nụ hôn đầu của cô chạm vào môi Cố Vinh. Tô Tịnh Tịnh chán ghét nhìn anh, phát hiện anh bị chật chân khi kéo cô chạy. Cô lo lắng muốn tìm thuốc cho anh, nhưng anh đề nghị đi về để kịp chuyến tàu cuối cùng. Chỉ vì xem nhầm thời gian mà hai người bị bỏ lại trên đảo. Tuy không thể tỏ tình với Hàn Nhiên, nhưng những lời an ủi của Cố Vinh khiến cô cũng nhẹ lòng đến nhường nào. Cô cũng hiểu hơn về cuộc sống của Cố Vinh. Cả hai vui vẻ tận hưởng đốt những cây pháo bông. Buổi họp báo của Hàn Nhiên kết thúc nhưng anh không liên lạc được với Tịnh Tịnh. Cô cũng chưa trở về khách sạn khiến anh lo lắng đi tìm. Bị kẹt trên đảo, Tô Tịnh Tịnh và Cố Vinh tâm sự cùng nhau. Cô không nhận ra Cố Vinh có cảm tình với mình, muốn anh cổ vũ cô và Hàn Nhiên. Cố Vinh không ngủ được, anh nghĩ đến những chuyện xảy ra cùng cô. Thầm nghĩ bản thân có lẽ đã phải lòng Tô Tịnh Tịnh. Hai người trải qua một đêm cùng nhau, buổi ký tặng cuối cùng Tô Tịnh Tịnh lại bỏ lỡ. Về đến nơi, cô giải thích hết mọi việc để Hàn Nhiên không lo lắng. Anh cũng mắng yêu cô vẫn không sửa được tính cầu thả. Trở về sau chuyến dã ngoại, Tô Tịnh Tịnh nhốt mình trong phòng. Cố Vinh muốn xin lỗi Tịnh Tịnh, tự mình nặn đất sét hình búp bê mà anh làm vỡ của cô. Trợ lý của anh ngạc nhiên khi thấy anh vì Tịnh Tịnh mà hứng thú với nạn tượng. Tạ Đặc sau khi theo Cố Vinh đến vùng này thì tình cờ quen được Ami. Lần đầu gặp mặt hai người ngỡ như đã trúng tiếng sét ái tình. Tạ Đặc đến tiệm của Ami để tặng cô đất sét mà anh vừa nặn. Anh dùng những đạo lý về sự sáng tạo việc nặn đất sét của Cố Vinh vừa nói đến gợi ý cho việc phát triển tiệm đồ chơi của Ami. Nhưng cách nói của anh khiến Ami khó hiểu. Ami lên mạng lý giải câu nói đó. Cô vui vẻ khi biết đó là những lời tỏ tình, cảm thấy có chút xấu hổ. Cố Vinh cuối cùng cũng nặn xong con búp bê anh mang đến cho Tịnh Tịnh nhưng không dám đưa trực tiếp cho cô. Tô Tịnh Tịnh không ngờ anh tự tay làm mà đẹp đến như vậy, tâm trạng cô cũng tốt lên một chút. Muốn biết phản ứng của cô như thế nào, Cố Vinh lại gọi cô đi rót nước cho mình. Tô Tịnh Tịnh cũng cảm ơn anh, Cố Vinh tỏ ra đói bụng, hai người cùng ra ngoài mua đồ ăn. Tô Tịnh Tịnh cảm thấy ánh mắt Cố Vinh cứ dán lên người mình, cô suy nghĩ anh ta là đang thích cô sao. Tô Tịnh Tịnh thăm dò xem Cố Vinh có phải là đang trêu chọc mình, sợ cô phát hiện anh cố ý lảng tránh chiếc xe của Ami lao tới khiến Tô Tịnh Tịnh ngã, vô tình ca bê đơn Cố Vinh. Cả ba cùng tới một quán lề đường ăn tối, Ami muốn chia sẻ niềm vui sắp có tình yêu cho Tịnh Tịnh. Tô Tịnh Tịnh nghe đến thích thú, ước bản thân cũng được như cô. Ami động viên cô tỏ tình với Hàn Nhiên còn không quên nhờ Cố Tổng giúp Tịnh Tịnh. Cố Vinh nghe thấy suýt bị nghẹn thức ăn, anh cảm thấy lồng ngực khó chịu. Sáng hôm sau, Hàn Nhiên đột nhiên đến nhà Tô Tịnh Tịnh, cứ tưởng bố Tịnh Tịnh vì muốn xe duyên cho con gái mà mời Hàn Nhiên đến chơi. Nhưng ông là muốn Hàn Nhiên đến giúp mình chuẩn bị ngày kỷ niệm ông lần đầu gặp mẹ Tịnh Tịnh. Lão Tô chia ra hai nhóm đi chợ và trang trí hiện trường. Tịnh Tịnh cùng Hàn Nhiên đi chợ, Cố Vinh lo lắng hai người đi riêng Tịnh Tịnh sẽ tỏ tình với Hàn Nhiên, anh muốn đi theo nhưng bị ngăn lại vì chân bị thương. Cố Vinh ở nhà nhưng tâm trí lại ở trên Tịnh Tịnh. Anh tưởng tượng viễn cảnh Tịnh Tịnh tỏ tình thành công với Hàn Nhiên mà đứng ngồi không yên. Rốt cuộc xin bác trai cho mình ra ngoài viện, lý do đi mua hoa tặng bác gái giúp ông nhưng thật ra đến chợ theo dõi cô và tình địch. Tô Tịnh Tịnh xin lỗi Hàn Nhiên vì chuyện lúc ở trên đảo. Anh nói rằng không sao, chỉ cần cô an toàn là được. Cô vui vẻ muốn nấu đồ ăn cho anh, Hàn Nhiên không do dự đồng ý. Cố Vinh đến chợ tìm Tịnh Tịnh nhưng ở đây nhiều người khiến anh có cảm giác khó chịu. Nhìn thấy tay cô chạm với tay Hàn Nhiên, anh tức đến nổi bẻ đôi quả dưa leo. Cố Vinh phá từ gian chợ này đến gian chợ khác. Anh sợ Tịnh Tịnh sẽ phát hiện mình đi theo lén la lén lút trốn sau lưng cô bán cá. Cô này nhận ra Cố Vinh có tình cảm với Tịnh Tịnh muốn giúp đỡ anh, nhưng anh mắc chứng sợ tiếp xúc mà không dám gạt tay cô bán cá, khiến cho lồng ngực khó thở mà ngất xỉu. Hàn Nhiên thì thầm với Tịnh Tịnh cho rằng Cố Vinh thích cô, nhưng cô nói hai người ở hai thế giới khác nhau, đó là điều không thể. Nghe cô phủ nhận, Cố Vinh tặng cho cô một cái liếc sát thương. Về đến nhà, lão Tô nhăn nhó mắng mấy đứa nhóc này làm việc chậm chạp.
Cố Vinh gọi đến hỏi Tạ Đặc đã chuẩn bị hoa xong chưa. Tạ Đặc đến nơi thì bị đám vệ sĩ bám theo. Anh sợ chỗ Cố Vinh ở bị phát hiện nên mang bó hoa chạy đến chỗ Ami. Ami hiểu lầm anh đang tỏ tình với cô. Trong tình thế này, Tạ Đặc bị ép buộc trở thành bạn trai của Ami. Đám vệ sĩ cuối cùng cũng không gặp được Cố Tổng, phải ngậm ngùi bỏ đi. Mẹ Tịnh Tịnh về đến nhà, bà ngạc nhiên thấy nhà cửa được trang trí đèn nhấp nháy các kiểu. Lão Tô từ trên lầu bước xuống mời bà cùng nhảy một điệu nhạc với mình như lúc hai người mới quen nhau. Khung cảnh này làm cho mẹ Tịnh Tịnh rất cảm động. Bà thú nhận mình đã phải lòng lão Tô khi ăn bát mì do tự tay ông nấu. Bà vô cùng hạnh phúc khi ở bên lão Tô. Tịnh Tịnh cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ mình. Người ta nói chẳng sai, sự lãng mạn mà con gái cần chính là tấm lòng chân thành của người đàn ông. Nghe bác gái nói Tịnh Tịnh ra ngoài với Hàn Nhiên còn thay một bộ váy đẹp, Cố Vinh đăm chiêu suy nghĩ, mỗi lần nhắc đến Tịnh Tịnh tim anh lại đau thắt. Mẹ Tịnh Tịnh nói anh đây là mắc bệnh tương tư rồi. Tô Tịnh Tịnh vừa đúng lúc về tới, Cố Vinh nhìn cô đắm đuối nhưng lại bị tạt gáo nước lạnh vào mặt khi nghe cô nhắc tới Hàn Nhiên. Bố mẹ Tịnh Tịnh thấy anh lo lắng khi yêu đơn phương, khuyên Cố Vinh không cần sốt ruột, đợi thời cơ chín muồi thì hành động. Nhưng hai người đâu biết người mà Cố Tổng đây đang để ý chính là cô con gái cưng của mình. Tô Tịnh Tịnh nhớ đến buổi trò chuyện với Hàn Nhiên, trong lòng vô cùng vui vẻ khi thấy Hàn Nhiên luôn dịu dàng với mình như hồi bé. Công ty Hàn Nhiên tổ chức tiệc thư mời phải có bạn nữ đi cùng. Tô Tịnh Tịnh muốn đi cùng anh nhưng nhìn vẻ mặt anh ta lại chẳng mấy hài lòng. Cố Vinh thấy Tịnh Tịnh vui vẻ muốn hỏi cô đã tỏ tình thành công sao nhưng chẳng thể mở lời, lại viện cớ sai vặt cô. Cuối cùng cũng hỏi được nhưng chuyện cô tỏ tình như thế nào thì liên quan gì đến anh chứ. Để chọc tức Cố Vinh, cô khoe rằng mình được Hàn Nhiên dẫn theo dự tiệc của công ty, lần này cô nhất định phải nghỉ phép. Cặp phụ bên này thì đang uống mừng lần hẹn hò đầu tiên, Tạ Đặc cảm thấy có lỗi với Ami. Anh nói thẳng đây là hiểu lầm, bó hoa đó vốn dĩ là anh đi mua hộ sếp nhưng bị theo dõi nên mới gây ra mớ lùm xùm này. Ami nói rằng cô không quan tâm chuyện đó, cái cô để ý là anh có tình cảm với mình hay không. Tạ Đặc thừa nhận anh có tình cảm với cô nhưng chuyện tỏ tình này quá qua loa, anh sợ người con gái của mình bị ủy khuất, chỉ là nghe được lời thú nhận từ anh đã khiến Ami hài lòng rồi. Bản tình ca vang lên, Tạ Đặc chuẩn bị trao cho Ami một nụ hôn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ khung cảnh lãng mạn của một cuộc tình mới chớm nở. Giải quyết xong cuộc điện thoại với Cố Tổng, Ami vẫn đang chờ nụ hôn hụt của Tạ Đặc, hai người hôn nhau đắm đuối. Lần này không có ai phá vỡ công chuyện của họ nữa. Tạ Đặc vội vàng đến chỗ hẹn, cứ tưởng Cố Vinh trách mình không làm tròn bổn phận trợ lý, nào ngờ anh muốn Tạ Đặc làm quân sư tình yêu cho mình. Bước đầu tiên là chiều theo sở thích của cô ấy. Cố Vinh hẹn Tịnh Tịnh đi xem triển lãm anime, cô từ chối thẳng thừng, lần trước đi theo anh làm hỏng một cái tượng điêu khắc phải đền bao nhiêu là tiền. Thế là anh đưa cô đến phòng tập boxing, nhưng anh làm gì biết đến bộ môn này, anh không kịp tránh đòn tấn công của cô liền bị cô đánh bại. Cố Vinh vậy mà trút giận lên người Tạ Đặc, anh trợ lý vừa mới yêu này thật là đáng thương. Thấy Tô Tịnh Tịnh thích thú với trận mưa sao băng, Cố Vinh cho phép được nghỉ có lương vào tối nay. Cố Vinh dặn Tịnh Tịnh ăn mặc đẹp chút, thành tâm nguyện ước mới thành hiện thực. Tô Tịnh Tịnh cảm giác hành động của Cố Vinh rất lạ. Anh ra ngoài trước đợi Tịnh Tịnh đến ngắm sao băng mà không biết bên này Tịnh Tịnh đang ở cùng với Ami. Ami muốn giới thiệu người yêu với bạn thân mình, Tạ Đặc đang bận giải quyết công việc mà sếp giao. Cô gọi tới nhắc anh về cuộc hẹn, vô tình nghe được nhân viên nói với Tạ Đặc chuyện đặt bàn trong nhà hàng. Ami liền nghĩ anh đang muốn tạo bất ngờ cho cô. Với những người yêu thiên văn luôn biết những ngày có sự kiện đặc biệt thời tiết luôn không ủng hộ. Cố Vinh vì đợi Tịnh Tịnh mà dầm mưa, anh khó chịu gọi hỏi vị trí của cô. Anh mắng cô sao không đến ngắm sao, mọi dự định của anh đều bị rối tung. Tạ Đặc cũng vừa đến chỗ bạn gái thì nhìn thấy Cố Tổng cũng đang ở đó. Ami rủ cả bốn người đến nhà hàng mà Tạ Đặc đã đặt. Cố Vinh chuẩn bị tỏ tình với Tịnh Tịnh, ai ngờ lại đưa nhầm bánh, mặt anh kiểu vừa mất tiền lại chẳng được tỏ tình. Mọi sự kiện mà Cố Vinh chuẩn bị giờ lại trở thành công trạng của Tạ Đặc, khiến hai cô gái hâm mộ anh. Hiểu lầm lại chồng chất thêm, tình thế hiện giờ làm khó trợ lý Tạ của chúng ta quá rồi, chuyến này về chắc bị ông chủ trừ lương hết thôi. Dù không phải buổi hẹn hò lãng mạn của mình, Tô Tịnh Tịnh cũng cảm thấy vui cho người bạn thân. Cố Vinh cảm thấy cô thật kỳ lạ, nhưng chuyện khiến cô vui hơn hết là cuộc hẹn ngày mai với Hàn Nhiên. Tô Tịnh Tịnh than phiền căn nhà đã chật chội rồi mà mẹ còn mua kính viễn vọng về, mẹ cô nói đây là đồ của Cố Vinh nhờ người mang về. Tịnh Tịnh nhớ lại những lời mình nói với Cố Vinh rằng muốn đi ngắm sao băng. Cô nhận ra anh muốn đi xem cùng mình nhưng Cố Vinh cứng miệng không muốn thừa nhận. Tịnh Tịnh lo lắng anh vì dầm mưa bị cảm mang thuốc đến cho anh. Thấy cô đang chăm sóc da để đi gặp người khác, anh đứng bên cạnh chọc khoáy cô. Cố Vinh cũng không ngồi yên để Tịnh Tịnh đi đôi với Hàn Nhiên, anh lại yêu cầu trợ lý Tạ phải làm mọi cách để anh có thư mời dự tiệc công ty của Hàn Nhiên. Bạch An Nhu đứng bên cạnh nghe cuộc gọi của Tạ Đặc và Cố Vinh, cô thắc mắc tại sao Cố Vinh lại có hứng thú với văn học. Cô cũng nhận vấn đề thư mời cho Cố Vinh, cô sẽ sắp xếp bí mật sẽ không khiến anh làm khó cho Tạ Đặc. Hôm nay Tịnh Tịnh mặc một chiếc đầm trắng xinh đẹp đi dự tiệc nhưng cô có chút lo lắng, Hàn Nhiên bên cạnh vỗ về cô không cần sợ. Cố Vinh đến nơi thì gặp Bạch An Nhu, cô nói mình đi theo để anh không bị khó xử. Tuy đi cùng Bạch An Nhu nhưng ánh mắt Cố Vinh luôn dõi theo Tô Tịnh Tịnh.
Tịnh Tịnh khoác tay Hàn Nhiên một cách thân mật. Cố Vinh không muốn chứng kiến cảnh đó, anh thay đổi ý không muốn làm bạn cặp với Bạch An Nhu. Hàn Nhiên mang đến cho Tịnh Tịnh chiếc bánh có vị mà cô yêu thích. Những người đồng nghiệp nghĩ rằng Tịnh Tịnh là bạn gái của Hàn Nhiên. Cô vui vẻ cười nhưng nụ cười đó liền vụt tắt khi nghe Hàn Nhiên nói anh chỉ coi mình là người em gái lớn lên với nhau từ nhỏ. Cố Vinh từ phía sau xuất hiện, anh công khai mình muốn theo đuổi Tô Tịnh Tịnh. Mọi người đều hướng mắt về phía anh, thấy môi Tịnh Tịnh dính vụn bánh, anh nhìn cô nhẹ nhàng gạt vụn bánh trên môi đi. Cố Vinh không để Tịnh Tịnh khó xử, anh kéo cô cùng nhảy với mình. Hàn Nhiên tỏ vẻ là một anh trai tốt, anh hỏi Bạch An Nhu liệu Cố Vinh có nghiêm túc với Tịnh Tịnh hay không, anh lo cô gái nhỏ bị người ta ức hiếp. Nhưng Bạch An Nhu tặng một câu tát thẳng vào mặt anh, nói rằng anh giả ngốc trước tình cảm của Tịnh Tịnh, anh thật tàn nhẫn khi cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt nó. Tô Tịnh Tịnh cảm thấy bản thân bây giờ như một trò cười, cô chạy trốn vào phòng vệ sinh. Hàn Nhiên đến hỏi rõ Cố Vinh có thật lòng với Tịnh Tịnh hay chỉ đang đùa giỡn. Cố Vinh khuyên anh nên tránh xa Tịnh Tịnh vì người đang làm tổn thương cô là Hàn Nhiên anh chứ không phải là ai khác. Riêng Cố Vinh sẽ không cho phép cô ấy bị tổn thương. Tô Tịnh Tịnh chán nản, cô muốn yên tĩnh một mình nhưng Cố Vinh không muốn nhìn thấy cô buồn, anh khoác chiếc áo lên cho cô, chỉ muốn quan tâm an ủi cô. Xe của Bạch An Nhu bị kẹt, Hàn Nhiên thấy vậy liền cho cô đi nhờ. Cô cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với anh. Cô cho Hàn Nhiên biết mình là tiêu chuẩn cháu dâu mà ông nội Cố chọn, ý muốn nói Tịnh Tịnh không có cửa bước chân vào nhà họ Cố. Nhưng Hàn Nhiên cho rằng Tịnh Tịnh mới là người mà Cố Vinh chọn, khiến Bạch An Nhu khó chịu, cô vì thế mà chuyển phí đi nhờ xe cho anh. Từ giờ hai người không ai nợ ai cả. Hàn Nhiên nhìn thấy chủ tài khoản chuyển tiền tên là An, đây chẳng phải tên tài khoản Weibo đăng bài viết những câu nói trong sách của anh lần trước mà anh nhìn thấy sao? Hàn Nhiên muốn xin lỗi Tịnh Tịnh, anh soạn đi soạn lại tin nhắn cũng chưa gửi được câu nào. Cố Vinh đưa Tịnh Tịnh đi uống rượu giải sầu. Anh lại chẳng uống nhiều, sợ say rồi không ai đưa Tịnh Tịnh trở về. Anh nói cô uống ít thôi, cô lại chẳng chịu nghe lời. Tô Tịnh Tịnh say rồi, cô hỏi Cố Vinh mình có đẹp không, vừa khóc vừa nói hóa ra Hàn Nhiên chỉ coi mình như người nhà không hơn không kém. Cô nhìn bộ dạng xấu xí của mình thì lại càng khóc lớn. Cố Vinh hết cách đành kéo cô đứng dậy đi về. Tô Tịnh Tịnh không chịu ngồi xe, cô muốn đi bộ về. Cố Vinh cởi đôi giày cao gót của cô ra xót đôi chân cô bị đau. Anh nói sẽ mua đôi mới cho cô. Tô Tịnh Tịnh say khướt đứng không vững, Cố Vinh liền bế cô kiểu công chúa. Đi được một đoạn anh chê cô nặng quá, cô lại chẳng để ý, nói muốn chơi bập bênh. Chẳng biết anh kiếm đâu ra một đôi dép lông vừa vặn xỏ vào chân cô. Cố Vinh ngồi bấp bênh với cô, nghe cô tâm sự chuyện lúc nhỏ của mình và Hàn Nhiên. Cố Vinh mắng cô dù bị Hàn Nhiên làm tổn thương mà vẫn cứ muốn làm bạn gái anh ta. Nước mắt cô rơi mãi, Cố Vinh liền nói trước đây cô lừa anh đi thẩm mỹ. Nhớ lại chuyện đó cô vừa khóc vừa cười. Dỗ nín cô rồi đưa cô về. Trên đường về nhà Tô Tịnh Tịnh ồn ào làm náo loạn cả xóm. Cố Vinh mệt mỏi mới đưa được cô nàng rắc rối này về đến nhà. Dù vậy Cố Vinh vẫn chưa về phòng ngủ, anh vẫn lo lắng đợi bên phòng Tịnh Tịnh. Nghe tiếng cô khóc vì không rút được hộp mù đặc biệt, Cố Vinh gọi cho trợ lý mua đồ chơi để dỗ ngọt Tịnh Tịnh. Quay lại không thấy cô đâu, Tô Tịnh Tịnh vậy mà lại ngủ trong tủ đồ phòng Cố Vinh. Tỉnh rượu rồi nhưng Tịnh Tịnh lại chẳng nhớ được rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cô liền bị mẹ giáo huấn cho một trận. Mới vừa thức dậy thôi mà Tịnh Tịnh phải nghe những lời mẹ mắng, cô chỉ biết ngồi im chịu trận. Bà cảm ơn Cố Vinh nhờ có anh đưa cô về mà Tịnh Tịnh mới không gây ra chuyện gì. Sau khi Cố Vinh lên lầu, bà cấm cô không được uống rượu lần đầu cũng như lần cuối. Bà mẹ này chỉ là thương con sợ cô lại đi uống rượu bên ngoài không có ai chăm sóc. Cố Vinh gọi Tịnh Tịnh lên lầu nói chuyện tối qua rõ ràng với anh, bởi vì men say mà cô quên hết những chuyện đã xảy ra. Cô và Cố Vinh hôn nhau trong tủ đồ, trước khi rơi vào cơn mê ngủ không quên để lại vết son trên áo anh. Anh chàng này cũng chẳng tinh tế chút nào, môi chạm môi rồi tưởng đâu anh sẽ bế cô lên giường ngủ, thế mà để cô ngủ luôn trong tủ đồ. Dựa vào lời ra nghe anh nói xong, cô không muốn tin mình đã thật sự hôn anh. Tịnh Tịnh chạy ra khỏi nhà, vừa ra tới cửa liền bị vây quanh bởi mấy cô hàng xóm. Giờ đây ai cũng biết cô vì say rượu mà đánh thức cả khu phố. Lúc này Ami gọi đến nói mình mang theo rất nhiều hộp mù cho cô. Những món đồ này đều là Cố Vinh chi trả. Tô Tịnh Tịnh không muốn mắc nợ anh, cô nói Ami hãy trả về lại. Nhưng đồ đã mua rồi thì làm sao trả lại được. Bởi vì quá nhiều hộp mù nên Ami đã nghĩ ra một cách có thể chứa hết những đống đồ này. Cô bỏ nó vào trong máy gấp tự động, số còn lại thì để trong kho. Thấy Tô Tịnh Tịnh cứ tránh mặt mình mãi, Cố Vinh nói rõ là đang nghiêm túc theo đuổi cô mặc kệ cô nghĩ về mình như thế nào. Tô Tịnh Tịnh làm sao mà dễ dàng tin được lời anh ta, nghĩ rằng anh ta là cố ý trêu chọc mình. Mặc cho anh nói gì cô cũng coi như chưa nghe thấy. Tịnh Tịnh đến chỗ của Ami kể rằng Hàn Nhiên không hề thích cô cũng không còn hy vọng làm bạn gái anh nữa. Ami đúng là cô bạn thân mà ai cũng ao ước, biết Tịnh Tịnh đang buồn liền nhờ bạn trai mình mua những món ăn mà Tịnh Tịnh yêu thích. Những lúc như thế này đâu thể nào thiếu bia, nhưng Tịnh Tịnh đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ đụng đến rượu bia nữa. Cô kể sự tình cho Ami, người bạn thân này nghe được quá bất ngờ mà thốt lên. Cậu và sếp tổng hôn nhau rồi, anh ta cũng đã tỏ tình luôn. Tạ Đặc bên cạnh nghe vậy cũng không giấu nữa chuyện Cố tổng đang theo đuổi Tịnh Tịnh. Nhưng anh lại giấu cả Ami, cô tức giận vạch rõ quan hệ giữa ba người.
Tô Tịnh Tịnh không nghĩ số mệnh mình giống cô bé lọ lem sẽ gặp được hoàng tử. Lúc này trợ lý Tạ liền nói giúp sếp mình, anh nói cô hãy suy nghĩ lại những hành động mà cố tổng đối với cô và gia đình cô. Tạ Đặc lỡ miệng nói ra chuyện đặt nhà hàng và dây chuyền kia vốn là cố tổng chuẩn bị cho Tịnh Tịnh. Uổng công Ami cảm động vì anh mấy ngày trời, cô liền tức giận với anh. Tô Tịnh Tịnh ra ngoài không mang điện thoại, Hàn Nhiên gọi đến Cố Vinh là người nhấc máy. Hàn Nhiên nhờ anh chuyển lời cho Tịnh Tịnh mang tài liệu đến giúp anh. Cố Vinh nghe xong liền trực tiếp đi tìm Tịnh Tịnh. Tạ Đặc sợ sếp đuổi việc nên nói Tịnh Tịnh đang ở chỗ Ami. Tịnh Tịnh không biết phải đối mặt với Cố Vinh như thế nào. Cô chạy trốn trước khi anh tìm thấy, nào ngờ vừa bước ra cửa đã đụng mặt anh. Ami vẫn chưa nguôi giận với Tạ Đặc, cô muốn trừng phạt anh bằng một trò chơi chọn hành động hoặc nói thật. Tịnh Tịnh không biết phải nói gì với Cố Vinh, cô nói Ami và Tạ Đặc đang cãi nhau muốn quay vào khuyên nhủ họ thì liền thấy cảnh đôi uyên ương này đang hôn nhau khiến cô xấu hổ mà quay mặt đi. Hai người đứng đó ngại ngùng mãi, Cố Vinh khuyên cô nên về nhà thôi. Trời lạnh thế này anh trách cô mặc không đủ ấm, anh cũng nói chuyện Hàn Nhiên gọi điện cho cô. Yêu vào là thế, Cố Vinh muốn chiếm thời gian riêng tư của cô. Tịnh Tịnh và Cố Vinh cứ ở gần nhau thì lại cãi nhau, cô cũng mặc kệ anh. Cố Vinh suýt nữa là chạm mặt với ông nội anh liền lấy chiếc khăn cổ của Tịnh Tịnh để ngụy trang, cũng may là đi vào thang máy an toàn. Đến chỗ hẹn với Hàn Nhiên, anh ngơ ngác trước dáng vẻ của Cố Vinh, Hàn Nhiên bảo hai người ngồi chờ anh đi pha cà phê. Tịnh Tịnh thế mà lại chạy theo Hàn Nhiên, Cố Vinh muốn nghe lén câu chuyện của hai người nhưng ngôi nhà này lại cách âm quá tốt, anh chẳng nghe thấy được gì cả. Tô Tịnh Tịnh sợ Hàn Nhiên vì mình khó xử, cô nói rằng có lẽ mình không phải thực sự thích anh. Chỉ là từ nhỏ đã được anh che chở, sợ anh sẽ không còn xem mình là người đặc biệt, sợ rằng hai người sẽ có khoảng cách. Hàn Nhiên nói cô không cần lo lắng những việc đó, anh cũng nhận ra những số liệu trong tài liệu mà anh nhờ Tịnh Tịnh giúp mình tất thảy đều là Cố Vinh làm. Nên lần này anh gọi cả Cố Vinh đi cùng là để thảo luận vấn đề này. Cố Vinh vẫn là nhịn không được đi đến chỗ của Tịnh Tịnh. Hai người đàn ông nói chuyện về văn học làm cho Tịnh Tịnh ngồi bên cảm thấy mình bị dư thừa. Sau khi thảo luận xong, Tịnh Tịnh cùng Hàn Nhiên đi về. Đang chờ thang máy thì Cố Vinh nhìn thấy đám người của ông nội anh kéo Tịnh Tịnh chạy xuống thang bộ. Cố Vinh hỏi Tịnh Tịnh lúc nãy nói chuyện gì với Hàn Nhiên nhưng cô không muốn nói cho anh biết chuyện riêng của mình. Anh dồn cô vào tường muốn cô nói cho anh nghe. Chưa nghe được chuyện này hai người lại chạy đi vì đám người trưởng ban Hà sắp đuổi theo tới nơi. Anh và cô trốn trong một góc tường nhỏ. Cố Vinh nói khung cảnh này rất giống buổi tối hôm đó. Tịnh Tịnh nghe xong liền đỏ mặt. Hai người cũng không thể trốn ở đây mãi. Ra khỏi nơi chật hẹp đó thì gặp cặp đôi sắp cưới đang cãi nhau. Cố Vinh nảy ra một cách để thoát khỏi nơi này. Cố Vinh âm mưu cho Tịnh Tịnh mặc đồ cưới giả vờ làm một cặp đôi để tránh bị nghi ngờ, anh nắm lấy tay của Tịnh Tịnh, thành công cắt đuôi đám người kia. Ra khỏi tòa nhà đó, Tịnh Tịnh chỉ muốn nhanh chóng thay bộ đồ cưới đang mặc nhưng mấy người bên hậu cần yêu cầu chụp một tấm ảnh, Tịnh Tịnh kiên quyết từ chối. Nhưng bên được thuê đã nhận tiền của khách rồi mà không làm tròn bổn phận, họ sợ dịch vụ của họ sẽ bị mang tiếng xấu. Tô Tịnh Tịnh miễn cưỡng chụp vài tấm ảnh cùng Cố Vinh. Hàn Nhiên trong lúc đợi thang máy đang lướt xem Weibo của Bạch An Nhu. Trùng hợp cửa thang máy mở ra, người bên trong chính là cô Bạch. Hai người cùng xuống dưới nhà xe, Hàn Nhiên đang rối trí tìm chìa khóa. Bạch An Nhu thấy vậy cô hỏi anh muốn mình giúp hay không, Hàn Nhiên vui vẻ nhận lời. Chiếc xe vô văn hóa phía sau chạy với tốc độ bàn thờ suýt chút nữa đụng trúng xe Bạch An Nhu, cô thắng xe đột ngột, Hàn Nhiên nhặt tài liệu bị rơi ra giúp cô. Hàn Nhiên muốn trả cho cô tiền xe nhưng Bạch An Nhu từ chối, nếu không thì anh mời cô ăn cơm vậy coi như trả tiền xe. Khó khăn lắm Cố Vinh và Tịnh Tịnh mới thoát khỏi nơi kia, vậy mà đám vệ sĩ vẫn bắt kịp tới nơi của anh. Tô Tịnh Tịnh ra tay với đám người kia để bảo vệ anh, nhưng người đứng đầu nhà họ Cố đã ở phía sau họ. Ông ta nhìn Tịnh Tịnh xong nói cô là một vệ sĩ không hơn không kém, Cố Vinh không cho phép ông nói Tịnh Tịnh như thế. Ông ta khuyên cháu trai quay về tiếp quản công ty, ông cũng chẳng hiểu được lý lẽ của Cố Vinh. Thấy ông ta ép buộc Cố Vinh, Tịnh Tịnh đứng ra giúp anh đối phó với ông nội. Ông nóng tính uy hiếp cháu trai nếu không quay về thì anh nên hiểu những hành động mà ông sẽ làm. Cố Vinh cũng khuyên ông nên từ bỏ việc bắt mình quay về đi. Mẹ Tịnh Tịnh thấy cô trở về nhà nhưng mặt lại trang điểm đậm còn làm cả kiểu tóc nữa. Bà cha hỏi cô đã làm gì đi đâu, Tịnh Tịnh kéo Cố Vinh vào nhà tránh những câu hỏi của mẹ. Cố Vinh đi theo Tịnh Tịnh, anh cho cô xem tấm ảnh cưới mà hai người vừa chụp. Cố Vinh cảm thấy tấm ảnh vẫn còn thiếu thứ gì đó, Tịnh Tịnh ngây thơ hỏi là thiếu thứ gì. Cố Vinh ung dung đặt một nụ hôn lên môi cô, đang tận hưởng thì bị mẹ cô phá đám. Nhưng mẹ Tịnh Tịnh hình như là rất vui khi sắp vớ được chàng rể ngon. Cố Vinh không giấu được sự vui sướng khi chiếm tiện nghi của cô, anh xem đi xem lại những bức ảnh của cả hai. Tô Tịnh Tịnh than thân trách phận sao lại không kháng cự anh, để Cố Vinh muốn làm gì thì làm. Cố Vinh gửi mấy tấm ảnh chọc cô là nên treo ảnh ở phòng khách hay phòng ngủ. Dù rất thích Cố Vinh nhưng mẹ Tịnh Tịnh sợ con mình với anh ta không môn đăng hộ đối. Bà nói nhiều như vậy mà người chồng bên cạnh lại ngủ mất. Bà bắt ông dậy nghe mình tâm sự, nhưng bố Tịnh Tịnh rất buồn ngủ, ông cũng kéo bà vào trong chăn ngủ. Trong căn nhà ngoại trừ ông bố ra, ba người còn lại đều có khuôn mặt thiếu ngủ.
Cố Vinh cùng bố Tịnh Tịnh đi mua đồ ăn sáng, thấy vậy mẹ Tịnh Tịnh kéo cô lại vào nhà bếp hỏi chuyện tối qua. Bị mẹ cha hỏi mãi, cô liền nói chuyện tối qua chỉ là một sự cố, cô và Cố Vinh không có chuyện gì cả. Cố Vinh lại rất nghiêm túc tìm cách để có được trái tim cô, anh hỏi bố Tịnh Tịnh làm sao để được con gái tin tưởng. Bố Tịnh Tịnh không hề biết người cậu thích là con gái mình, ông cũng nhiệt tình kể lại chuyện mình theo đuổi mẹ Tịnh Tịnh, đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích cho Cố Vinh. Bạch An Nhu đến gặp ông nội Cố Vinh, đám vệ sĩ cùng ông thích thú ngắm những bức ảnh chụp lén Cố Vinh với Tịnh Tịnh trong lần dự tiệc tri ân. Phát hiện An Nhu đến gặp mình, chủ tịch liền thay mặt 360 độ kêu đám vệ sĩ kia đi làm việc. Ông trò chuyện cùng Bạch An Nhu, tác hợp cô cùng cháu trai mình, khuyên nhủ cô sớm chiếm lấy trái tim của Cố Vinh. Bạch An Nhu tất nhiên nghe lời, cô kiêu ngạo mình sẽ trở thành phu nhân nhà họ Cố khi được chủ tịch Cố chống lưng. Cố Vinh dù đã nghe những lời bác trai nói nhưng anh vẫn không biết nên làm cách nào mới tốt. Anh lại tìm Tạ Đặc nghĩ ra cách để Tịnh Tịnh thừa nhận tình cảm của anh. Nhưng cách yêu của mỗi người đều khác nhau, vốn dĩ những điều mà Tạ Đặc nói đều không phù hợp với hoàn cảnh của anh. Để người con gái lay động với mình thì chính là tìm cách để cô ấy ghen. Cố Vinh đưa Tịnh Tịnh theo đến gặp Tần Tiểu Tiểu, người luôn theo đuổi Cố Vinh nhưng anh chẳng ngó tới. Lần này trở thành đối tác với cô ta là muốn cho Tịnh Tịnh ghen tuông đây mà. Tạ Đặc cố tình nói Tần Tiểu Tiểu này có ý với Cố Vinh nhưng Tịnh Tịnh cho rằng anh chém gió, liền nghĩ cô Tiểu Tiểu này có lẽ chỉ nhắm tới tiền của Cố Vinh. Đến nơi đã thấy Tần Tiểu Tiểu đợi bọn họ phía trước. Cô đưa anh đến khảo sát nơi này rồi mới đầu tư. Tịnh Tịnh phát hiện một nơi thú vị. Đây là chỗ đặc biệt nhất của nơi này. Những cặp đôi sẽ đến đây để in dấu tay mình lên. Tịnh Tịnh cũng in dấu tay mình lên nhưng cô không muốn in cùng chỗ với Cố Vinh. Ba người họ cùng nhau đi ăn nhưng cô Tiểu Tiểu này lại chuẩn bị có hai phần. Cố Vinh chỉ ăn một ít rồi đưa qua cho Tịnh Tịnh. Đồ ăn ngon như thế này Tô Tịnh Tịnh tất nhiên không từ chối. Cô còn muốn xin cả công thức nấu ăn nhưng lại bị Tần Tiểu Tiểu nghi ngờ cô muốn nấu ăn cho Cố Vinh để cướp công thức tình yêu của cô. Tô Tịnh Tịnh thế mà lại muốn xin công thức để bố nấu ăn cho mình. Cô vừa ăn vừa khen ngon, Cố Vinh nghe vậy anh chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, hai người liền nhường hết phần ăn cho cô. Nhìn Tô Tịnh Tịnh nhỏ nhắn mà sức ăn lại khỏe như vậy, cô chén sạch hết hai phần ăn, không thể để lãng phí đồ ăn như hai kẻ giàu sang kia được. Chuyến đi này lại uổng công rồi, Tô Tịnh Tịnh lại chẳng thèm ghen tuông gì với Cố Vinh, cô chỉ quan tâm mình lấy được công thức nấu ăn ngon mà thôi. Chuyến đi này quá hời cho cô rồi, mà người lập ra kế hoạch lại chẳng thể phản bác gì. Cách này vẫn không thành công khiến Tịnh Tịnh nhìn về phía anh. Cố Vinh tiếp tục bắt Tạ Đặc nghĩ ra kế sách, nếu không anh cũng chẳng để Tạ Đặc thoải mái yêu đương với Ami. Muốn thu hút sự quan tâm của Tịnh Tịnh, Cố Vinh nghe Tạ Đặc nói hãy tàn nhẫn với bản thân. Anh định dùng dao cắt tay để mình bị thương nhưng lại sợ vết thương để lại sẹo nên lại nghĩ cách nhẹ nhàng hơn. Đó chính là khiến mình bị cảm lạnh như lần trước, Tô Tịnh Tịnh sẽ quan tâm mà mang thuốc cho anh. Cố Vinh liền đi tắm nước lạnh nhưng lại bị Tô Tịnh Tịnh phát hiện, anh ngang ngược nói cô muốn nhìn trộm mình tắm thì hãy thừa nhận là thích anh đi. Cố Vinh lại chọc tức Tịnh Tịnh, lúc này cô chỉ muốn Bạch An Nhu hay Tần Tiểu Tiểu rước người này về dùng cô là được. Tô Tịnh Tịnh chê anh không có cơ ngực, Cố Vinh về phòng liền tập gập bụng ngay, mới đó đã thấy mệt anh tự hỏi sao mình phải hành hạ bản thân. Nói một đằng làm một nẻo, anh tiếp tục để mình bị cảm lạnh mà đắp chăn, anh chàng này đúng là chẳng đáng yêu chút nào. Nhiệt độ phòng bị Cố Vinh chỉnh xuống mức thấp, may mà Tạ Đặc đến khuyên nhủ kịp, không là anh chết cóng rồi, vì tình yêu mà phải khổ sở đến mức này. Vốn dĩ thân thể anh rất khỏe mạnh tự làm khổ nãy giờ nhưng thân nhiệt của Cố Vinh vẫn bình thường. Tạ Đặc lại đưa ra một cách để anh già ốm, cứ nghĩ sẽ được Cố Vinh cho tan làm sớm vậy mà bị bắt diễn kịch cùng anh ta. Thân là trợ lý thì phải chiều sếp thôi, thành công lừa được Tịnh Tịnh đi mua thuốc, Cố Vinh thừa cơ hội làm nũng muốn ăn cơm rang do cô nấu. Tô Tịnh Tịnh chỉ có ăn là giỏi thôi, việc nấu ăn toàn là bố cô làm, lần này tự tay cô nấu đến cả bản thân còn nuốt không nổi. Cố Vinh vì tấm lòng của cô mà tự ăn hết chén cơm kia, không ngờ anh lại phải cố gắng vượt qua nỗi cực hình này. Sau đó Tịnh Tịnh đi mua thuốc cho anh, khi lên xe đi về cô phát hiện tem miếng dán hạ sốt mà Tạ Đặc để trên xe. Cho dù Tạ Đặc là bạn trai của Ami, cô cũng sẽ xử anh nếu anh bắt tay với Cố Vinh mà lừa cô. Yêu giả thành thật, giả bệnh bệnh thật, Cố Vinh sau khi ăn xong cơm rang mà Tịnh Tịnh nấu anh liền phát sốt thật. Tô Tịnh Tịnh mang thuốc về cho anh, Cố Vinh mệt mỏi uống thuốc, Tô Tịnh Tịnh biết anh giả bệnh mà vẫn diễn kịch đến cùng, cô bắt anh nhổ thuốc ra. Nhưng Cố Vinh lần này là bệnh thật, hai người giằng co cánh tay, Cố Vinh vô tình gửi đi đoạn video Tô Tịnh Tịnh nợ tiền anh cho Thái Hà. Mẹ Tịnh Tịnh xem xong liền làm loạn căn nhà này lên, không ngờ Cố Vinh bắt con mình bán thân trả nợ. Bố mẹ Tịnh Tịnh đuổi theo đánh anh, pháp luật văn minh, Cố Vinh nói hãy giải quyết chuyện này một cách bình tĩnh, nhưng bố mẹ Tịnh Tịnh không cho anh nói. Họ tra khảo Tạ Đặc, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, tác giả của bức tượng điêu khắc mà Tịnh Tịnh làm vỡ lại chính là Cố Vinh. Cô không ngờ Cố Vinh lại lừa mình số tiền nợ như vậy. Mẹ Tịnh Tịnh vẫn không thể nuốt nổi cục tức này, thế mà hai bố con nhà họ vẫn ăn ngon như không có chuyện gì.
Bố Tịnh Tịnh khuyên bà không nên tức giận quá, chỉ tự làm khổ bản thân, dù sao thì cũng không thể đuổi Cố Vinh đi khi anh T đã trả tiền ở cho nhà họ. Dù vậy, bà cũng tốt bụng nhờ Tịnh Tịnh mang đồ ăn lên cho Cố Vinh. Sắc mặt Cố Vinh rất xanh xao, anh muốn Tịnh Tịnh đưa mình đi bệnh viện nhưng cô vẫn tức giận không tin anh. Đến khuya, Ami và Tạ Đặc đột ngột đến nói Cố Vinh ốm thật rồi phải đưa anh ấy đến bệnh viện. Tô Tịnh Tịnh sờ chán anh, đúng thật là đã sốt cao, cô khó khăn đỡ anh dậy, hai lần giả bệnh và cô đã cắn câu. Ami và Tạ Đặc phối hợp cùng nhau nói tốt cho Cố Vinh, khiến cho Tịnh Tịnh lay động. Lúc này cô đang rối trí không biết phải làm sao cho tốt nữa. Ami để cô ở lại với Cố Vinh từ từ chăm sóc anh. Nghe những lời mà Ami nói, có lẽ Tịnh Tịnh cũng đã động lòng rồi. Cô đến bên giường bệnh Cố Vinh, nhẹ nhàng chăm sóc anh rồi ngủ quên bên cạnh anh luôn. Cố Vinh chưa ngủ mà lúc nãy anh cũng giả vờ để phối hợp với hai người kia. Nhìn thấy Tịnh Tịnh quan tâm chăm sóc mình, anh lộ ra vẻ mặt mãn nguyện. Nhìn dáng vẻ cô ngủ bên cạnh mình, Cố Vinh không giấu được sự si mê ngắm nhìn cô. Mẹ Tịnh Tịnh vì chuyện của con gái mà cảm thấy khó chịu trong người, vậy mà chồng cô lại nghĩ bà đến thời kỳ mãn kinh. Không muốn đùa với ông, bà nghiêm túc nói về chuyện của con gái. Gia cảnh nhà Cố Vinh giàu như vậy, đã thế ông nội anh ta có vẻ không thích Tịnh Tịnh. Nếu hai đứa nó đến với nhau, Tịnh Tịnh chắc chắn sẽ chịu ủy khuất. Mà Cố Vinh chỉ biết ăn không ngồi rồi, bà thương con gái mình như vậy sao có thể để nó hầu hạ kẻ khác. Bạch An Nhu biết tin Cố Vinh bị ốm nên đến thăm mà dáng vẻ lại chẳng coi ai ra gì, Tịnh Tịnh đưa cô đến phòng anh. Cố Vinh uống thuốc xong vừa mới ngủ thôi, không sao cứ để anh ấy ngủ, đúng lúc tôi có chuyện riêng muốn nói với cô. Đi thôi, Bạch An Nhu nhờ Tịnh Tịnh cho Cố Vinh uống những loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Cô không những khiêu khích Tịnh Tịnh biết thân biết phận tránh xa Cố Vinh mà còn chê căn nhà của Tịnh Tịnh. Cố Vinh đối với cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Cô nên an phận làm vệ sĩ của anh ấy thôi, đừng mơ tưởng đến chuyện khác. Lúc này mẹ Tịnh Tịnh mang dĩa trái cây, thấy vậy Bạch An Nhu nói công ty mình còn việc phải đi về. Cô ta ngoài mặt cười giả chân, sau lưng thì lộ rõ vẻ yêu tình. Tịnh Tịnh ngồi ăn trái cây, mẹ có chuyện muốn nói con. Chuyện con và Tiểu Cố bố mẹ đều cảm thấy không hợp nhau, mẹ là đang lo lắng cho con. Tịnh Tịnh mỉm cười, con và Cố Vinh sẽ không ở bên nhau, mẹ đừng lo, con hiểu hết mà, bọn con không phải người cùng một thế giới. Tô Tịnh mang thuốc đến cho Cố Vinh, đều là thuốc Bạch An Nhu đưa, cô khuyên anh nên uống thuốc đi không lại ngộ độc trong nhà cô. Cố Vinh thấy tâm tình cô không tốt nhưng hôm nay anh không hề đắc tội với cô. Tịnh Tịnh cho anh biết hai người không hợp nhau, chúng ta chỉ nên duy trì quan hệ trong công việc. Cố Vinh bắt cô tìm ra điểm không hợp giữa hai người, nếu không anh sẽ không từ bỏ. Những chuyện xảy ra với Tịnh Tịnh quá sức chịu đựng của cô một mình vừa đi vừa khóc giữa tuyết sương đêm tối. Sáng hôm sau Cố Vinh đang ngủ ngon thì bị Tịnh Tịnh làm thức giấc, cô mắng anh tự nhiên lại chuyển cho cô một số tiền anh thông minh như vậy mà lại chẳng hiểu được câu nói của cô. Cố Vinh thật sự không hiểu anh, đến chỗ của Ami kể lại mọi chuyện. Ami cho rằng Tịnh Tịnh không đánh anh là may lắm rồi, anh tự nhiên đưa cô số tiền lớn như vậy chẳng phải là đang sỉ nhục Tịnh Tịnh hay sao? Cô cũng tốt bụng đưa ra lời khuyên cho anh, nhưng nếu Cố Vinh vẫn không hiểu thì xác suất hai người ở bên nhau còn thấp hơn mở hộp mù bản đặc biệt. Đây là cái gì? Hộp mù bản đặc biệt. Sau khi nghe lời khuyên của Ami, Cố Vinh liền quan sát cuộc sống xung quanh Tịnh Tịnh. Anh giúp đỡ mẹ Tịnh Tịnh chạy KPI. Mọi người trong xóm cũng được giúp đỡ chuyện làm ăn và những vấn đề nan giải trong cuộc sống. Tịnh Tịnh cùng bố dạo phố thì khó hiểu mọi người gặp ông đều cảm ơn. Hóa ra là nhờ Cố Vinh mà việc làm ăn của mọi người trở nên dễ dàng, đắt khách hơn. Thấy Cố Vinh đang ngồi làm việc, ông đến hỏi thì Cố Vinh cũng đưa cho ông những tờ đơn đăng ký học võ vào võ quán của ông. Cố Vinh nói cần phải tuyên truyền để nhiều người biết tới võ quán. Cố Vinh cũng muốn theo ông học võ để có ấn tượng tốt với bố Tịnh Tịnh, nhưng Tịnh Tịnh khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lại, bố cô dạy không thấy giỏi võ chỉ có giỏi hành người khác thôi. Công việc đầu tiên để truy thê của Cố Vinh là đứng tấn, sau đó thì dọn dẹp nhà cửa, sau đó là học nấu ăn, anh cũng được mẹ Tịnh Tịnh khen học hỏi rất nhanh. Cố Vinh còn đi giúp hết người này đến người khác, Thái Hà cảm thấy như mình có thêm đứa con trai. Chồng cô liền nói sinh thêm một đứa, nhưng bà lớn tuổi rồi, chuyện này để Tịnh Tịnh giúp chúng ta có cháu ngoại vậy. Mẹ cô hiểu tâm ý của Cố Vinh là thật lòng với Tịnh Tịnh. Thấy Tịnh Tịnh khó xử bà cũng không nói nữa. Tô Tịnh Tịnh mang trái cây đến cho Cố Vinh, thấy anh vì giúp mọi người nhiều việc mà mệt nằm trên ghế ngủ, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Cố Vinh tỉnh giấc, Tô Tịnh Tịnh nói chẳng phải trước đây anh nói hãy tự là chính mình, sao phải thay đổi vì người khác, còn bây giờ anh thì sao? Cố Vinh rất hạnh phúc với những việc mình đang làm, anh không hề miễn cưỡng bản thân. Anh đang hòa nhập với cuộc sống của em rồi, hai bác cũng đang cho anh cơ hội, vậy còn em thì sao? Tịnh Tịnh khó xử nói mình vẫn chưa nghĩ kỹ. Tô Tịnh Tịnh uống rất nhiều xí muội, chị Trần thấy cô có tâm sự hỏi, cô muốn bình tĩnh suy nghĩ chuyện với Cố Vinh thì đám trưởng ban Hà không biết từ đâu ra lại muốn dẫn cô đi. Thì ra là chủ tịch Cố muốn Tịnh Tịnh khuyên Cố Vinh quay về tập đoàn, chỉ cần cô làm vậy ông ta sẽ đáp ứng những yêu cầu của cô. Trưởng ban Hà nhắc nhở trước khi Tịnh Tịnh đồng ý không được để cô ấy đi.
Tô Bảo Bảo hốt hoảng vì không liên lạc được với Tịnh Tịnh, con bé cũng không đi cùng với Tiểu Cố, cũng không ở chỗ Ami. Chị Trần nhớ ra lúc nãy khi đang uống nước chỗ cô Tịnh Tịnh bị mấy người mặc vest dẫn đi rồi. Cố Vinh nghe xong liền biết Tịnh Tịnh chắc bị ông nội mình bắt đi, anh nói hai bác yên tâm, anh sẽ mang Tịnh Tịnh trở về. Đám người này lại lấy tiền để mua chuộc cô, nhưng yêu cầu của Tịnh Tịnh rất đơn giản, chính là đừng làm phiền đến cuộc sống của cô. Tịnh Tịnh muốn rời đi thì bị ngăn cản, cô không khách khí mà đánh bay hết mấy tên áo đen này. Ra được căn phòng này cô lại gặp nhóm vệ sĩ khác, tất nhiên cô không sợ mà một mình đánh bọn chúng. Lúc này Cố Vinh tới nơi tìm cô, anh lấy vòi xịt nước vào đám vệ sĩ kia. Sao anh lại đến đây? Đương nhiên là đến bảo vệ em rồi. Chủ tịch Cố xuất hiện, đúng là chỉ cần bắt Tịnh Tịnh đến đây thì Cố Vinh sẽ tự động quay về. Ông khuyên nhủ cháu trai nên thành đôi với những cô gái ưu tú, Tô Tịnh không phù hợp với cháu. Nhưng Cố Vinh là người hiểu rõ bản thân nhất, anh yêu Tô Tịnh Tịnh nếu không ai biết thì bây giờ anh sẽ nói cho tất cả mọi người biết. Tịnh Tịnh cho rằng ông không hề hiểu cháu trai mình cũng giống như khi cô mới đầu gặp anh vậy. Anh luôn khiến cô khó chịu, anh trong mắt cô là một công tử bột, một vị tổng tài kiêu ngạo. Nhưng Cố Vinh bây giờ thay đổi rồi, anh dùng sự nỗ lực của mình để cho cô thấy anh phù hợp với cô. Anh cũng là một người bình thường muốn được yêu đương cùng cô. Tất thảy mọi việc anh làm chỉ vì muốn bước vào thế giới của Tịnh Tịnh. Cố Vinh nghe xong những lời nhận xét của cô về anh, nói vậy là em đã chấp nhận anh rồi sao? Em nói như vậy còn chưa rõ ràng hửng, vậy từ bây giờ Tô Tịnh Tịnh là bạn gái của Cố Vinh, anh vui vẻ trao cho cô một nụ hôn. Hai người vừa xác định quan hệ xong liền hôn nhau, chủ tịch Cố không ngờ mình vô tình giúp hai đứa nó thành đôi. Trưởng ban Hà bên cạnh còn cổ vũ cho hai người họ. Bạch An Nhu không từ bỏ, cô nói với chủ tịch Cố mình sẽ cố gắng đưa Cố Vinh về, ngoài mặt ông không thích Tô Tịnh Tịnh nhưng xem ra trong lòng cũng đang mừng cho đứa cháu. Cố Vinh không đưa Tịnh Tịnh về nhà mà lại đưa cô đi hẹn hò, mua sắm như các cặp đôi khác. Bạch An Nhu thất tình liền đi uống rượu một mình. Bị một tên say rượu đến làm phiền, anh ta định giở trò với Bạch An Nhu thì Hàn Nhiên đến giải vây cho cô. Cô không có tâm trạng để cảm ơn anh, thấy cô có tâm sự anh nói mình sẽ ở bên lắng nghe, nhưng Bạch An Nhu và anh không thân thiết đến mức cô sẽ kể chuyện riêng tư của mình. Anh muốn giúp vậy anh có thể giúp tôi chia rẽ Cố Vinh và Tô Tịnh Tịnh sao? Hàn Nhiên chỉ đành bồi cô uống rượu. Tô Tịnh Tịnh cùng Cố Vinh vào trong một cửa hàng bán hộp mù, cô phát hiện hình như anh không còn sợ tiếp xúc với người khác nữa. Cô luôn muốn hỏi anh đã xung đột chuyện gì với ông nội mà lại từ bỏ nơi tiên cảnh xuống trần gian cùng với cô. Tô Tịnh Tịnh cảm thấy ông nội vì tin tưởng anh nên mới giao tập đoàn lại cho anh. Mua bao nhiêu hộp mù mà cô chẳng mở được bản đặc biệt nào, nhưng Cố Vinh nói anh đã tìm thấy bản đặc biệt của mình rồi. Hàn Nhiên đưa Bạch An Nhu về đến nhà, anh nhìn thấy bức tranh cực quang treo ở nhà cô, đột nhiên có tiếng ly vỡ, anh vào trong xem thì thấy chân Bạch An Nhu bị thương, cô ngã quỵ khóc nức nở. Xử lý vết thương ở chân cho cô, tôi không biết cô và Cố Vinh đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng giống như chờ đợi cực quang vậy. Đôi lúc chúng ta không cần phải cố chấp với một kết quả, quan trọng là quá trình không phải sao. Hàn Nhiên định rời đi thì Bạch An Nhu kéo anh lại và hôn anh. Hàn Nhiên không muốn dính vào chuyện này, anh vội vàng bỏ đi. Tô Bảo Bảo luôn miệng nói vợ mình dễ bị Tiểu Cố mua chuộc nhưng ông cũng thích thú đắp mặt nạ xịn sò mà Cố Vinh cho. Tịnh Tịnh và Cố Vinh nắm tay nhau về nhà mẹ cô phát hiện liền hỏi hai đứa từ khi nào mà trở thành như vậy. Bố Tịnh Tịnh tuy rất thoáng ông cho phép hai đứa yêu nhau nhưng mới lần đầu đã đi về trễ nên phải trách mắng một trận. Ông căn dặn hai người về phòng ai nấy ngủ, không được lén lút gặp nhau. Những cặp đôi mới yêu nhau ngày đầu tiên căn bản không ngủ được. Cố Vinh và Tô Tịnh Tịnh cùng nhau đi đánh răng về phòng ngủ lại thấy đói định đi nấu mì thì ông bố đã canh ở đó từ lâu. Hai đứa còn non và xanh sao qua được mắt bố. Bố biết chắc hai đứa kiểu gì cũng lén lút gặp nhau. Ông đã trải qua rồi nên ông hiểu tâm lý này. Khi xưa nếu không có ông ngoại Tịnh Tịnh làm như ông bây giờ, Tịnh Tịnh có lẽ còn lớn hơn 2 tuổi. Thấy bố mình cứ chờ trực mãi, Tịnh Tịnh và Cố Vinh đành quay về ngủ. Cứ tưởng Hàn Nhiên đã đi về nhưng anh vẫn ở lại pha nước giải rượu cho Bạch An Nhu. Hàn Nhiên có lòng pha nước mật ong, còn mua đồ ăn sáng cho cô, vậy mà Bạch An Nhu nhăn nhó từ chối tấm lòng của anh. Hàn Nhiên nói cô tối qua còn đáng yêu hơn bây giờ. Chuyện tối qua cô xem như chưa xảy ra gì hết, còn nói nếu kết quả không phải là điều chúng ta muốn, thì dù quá trình có đẹp đến đâu cũng chỉ là tiếc nuối. Mới sáng dậy Tịnh Tịnh đã hỏi tìm Cố Vinh, mẹ cô cho biết Cố Vinh lúc sáng hỏi mẹ bún ốc là gì, hỏi xong liền đi mất. Tối qua cô nói mình muốn ăn bún ốc, chắc Cố Vinh đã chạy xuống phố mua cho mình rồi, cô cũng chạy ra tìm anh mặc kệ mẹ cô gọi lại ăn sáng. Đến quán bún ốc, Tịnh Tịnh hỏi chủ quán có chàng trai nào đến tìm cô không, nhưng sáng giờ mở cửa ông chủ chưa gặp chàng trai nào cả. Cô gọi hai bát bún ốc cho mình và bạn trai, ngồi được một lúc thì cô nhìn thấy chủ tịch Cố cũng đến quán này, hai người thế mà cùng chung sở thích ăn bún ốc. Thấy vậy Tịnh Tịnh liền mời ông ăn chung với mình, cô hỏi chuyện biết được chủ tịch Cố là bạn thân với chủ quán nơi này, khi xưa ông hay đến Liễu Châu ăn bún ốc, mùi vị ở đó ngon hơn chỗ này nhiều, ông thích ăn bún ốc như vậy mà Cố Vinh lại không biết bún ốc là gì, rốt cuộc hai người có phải ông cháu ruột thịt không?
Tất nhiên ông muốn dành hết những điều tốt nhất cho cháu mình, như là chuyện tiếp quản vị trí chủ tịch của nhà họ Cố. Tịnh Tịnh cho rằng hai ông cháu cần phải nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn, có khi bình tĩnh ngồi cùng nhau nói chuyện. Cố Vinh sẽ hiểu ông mà về tiếp quản công ty, ông cũng sẽ hiểu rõ cháu nội mình thật sự muốn gì. Chủ tịch Cố nghe Tịnh Tịnh nói có lý, ông cũng hiểu ra lý do Cố Vinh lại thích Tịnh Tịnh đến như vậy. Cuộc gặp gỡ siêu đáng yêu của cô và ông khiến ông cảm thấy cô bé này có chút thú vị. Sao anh không đến quán bún ốc trong ngõ? Bác gái nói bún ốc giống mì gói nên anh ra siêu thị mua. Lão Tô nhận được một cuộc gọi từ chủ nhà mà họ đang ở. Bên kia đã bán nhà này buộc võ quán Tô ra phải chuyển đi trong vòng 3 ngày. Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy khiến cả nhà họ chẳng biết xử lý như thế nào. Tất cả số tiền mà mẹ Tịnh Tịnh dành dụm cũng không đủ để mua lại căn nhà này. Tịnh Tịnh góp thêm tiền của mình nhưng mẹ cô nào có thể lấy tiền của con với lại cũng không đủ. Cố Vinh nói mình sẽ giúp họ mua lại nhà nhưng bị từ chối. Tấm lòng của anh họ xin nhận nhưng cũng không thể lấy số tiền của anh được. Thái Hà tự nhủ nhà mình quá cũ kỹ, nhiều chỗ bị hư hỏng chỉ cần nói những điều này có thể sẽ khiến người kia không muốn mua lại nhà này. Tô Bảo Bảo cũng diễn theo vợ mình, căn nhà này họ đã ở 10 năm có rất nhiều kỷ niệm, thật khó để chuyển đi nơi khác. Hóa ra Bạch An Nhu là người thu mua ngôi nhà, cô ta vì Cố Vinh mà không từ mọi thủ đoạn. Thấy cô xinh đẹp lại giàu có, mẹ Tịnh Tịnh hỏi cô sao phải mua căn nhà cũ kỹ này. Bởi vì cô là bạn của Cố Vinh nên mẹ Tịnh Tịnh nhờ Tiểu Cố nói chuyện với cô. Bạch An Nhu lại lấy chủ tịch ra chống đỡ. Nếu Cố Vinh không chịu trở về thì sẽ biến nơi này thành nơi của nhà họ Cố để những người không thuộc về nơi này phải đi khỏi. Cô đưa ra hợp đồng mua nhà và cho bọn họ thời hạn 1 tuần để chuyển đi. Cố Vinh cảm thấy có lỗi với nhà họ Tô vì anh mà họ bị mua lại căn nhà, nhưng bố mẹ Tịnh Tịnh cũng không thể nào trách anh được. Cố Trấn Hoa nghe báo cáo về mọi hành động của Bạch An Nhu xong, ông liền nói phải ngăn lại mọi dự án mà cô làm. Ông không hề nhờ Bạch An Nhu mua lại nhà của Tịnh Tịnh, trưởng ban Hà cũng vì chuyện này liên lụy mà bị trừ lương. Tịnh Tịnh đến tìm ông hỏi cho ra lẽ, chủ tịch Cố nói mình cũng mới vừa biết chuyện Bạch An Nhu làm. Vốn dĩ ông hiểu Cố Vinh, ông biết cháu mình có thể quản lý tốt công ty nhưng cách làm của Cố Vinh rất mới mẻ, ông sợ cháu trai mình bị thiệt thòi. Cố Vinh do một tay ông nuôi lớn, ông xin Tịnh Tịnh có thể giúp ông khuyên Cố Vinh trở về. Tô Chính Khôi đang dọn dẹp thì thấy hộp nhẫn cưới của vợ, ông gọi mẹ Tịnh Tịnh đến đeo nhẫn cho cô, trong lúc đùa giỡn thì làm rơi chiếc nhẫn. Cố Vinh giúp họ tìm thì phát hiện một quyển album. Lão Tô ngăn hai người họ mở ra xem trong vô vọng, ông bị vợ phát hiện giấu quỹ đen, bị mẹ Tịnh Tịnh xử lý. Thấy Cố Vinh đang nhìn mẹ Tịnh Tịnh liền nói đội vợ lên đầu là quy củ của nhà này, bố mẹ nuôi con rất vất vả, phải biết tiết kiệm tiền. Ông nội của Cố Vinh chắc chắn cũng vất vả để nuôi anh khôn lớn. Nghe xong những điều này Cố Vinh cũng nhớ lại những kỷ niệm lúc nhỏ cùng với ông nội. Biết anh đang có tâm sự, Tịnh Tịnh ở bên cạnh an ủi anh. Lúc này Cố Vinh thấy chiếc nhẫn của bố mẹ Tịnh Tịnh, anh lén lút đeo nhẫn lên tay cô. Hôm nay Tịnh Tịnh mặc áo mưa lại lén lút đi gặp ông Cố, cô sợ mình về mùi bún ốc ám vào người. Cô chỉ có thể khuyên ông nói chuyện rõ ràng với Cố Vinh. Thấy cô định quay về, lão Cố giả vờ bị đau tim, ông cầu xin Tịnh Tịnh giúp ông đưa đứa cháu trai mình về. Mẹ Tịnh Tịnh tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Tịnh Tịnh thấy Cố Vinh đi xuống, cô giấu chiếc áo mưa kia đi, anh hẹn cô mai đi xem nhà cùng anh. Họ tìm được một căn hộ cho thuê giá rẻ, thì ra đó là căn hộ trước đây Cố Vinh ở. Anh cho dọn dẹp hết đồ của mình để nhà bạn gái đến thuê không biết đây là nơi ở của anh. Hôm nay Tô Tịnh Tịnh cùng Cố Vinh đi xem nhà, nhưng căn hộ nơi này quá sang trọng, nhà cô không đủ tiền thuê. Cố Vinh nói đã đến rồi thì vào trong xem thử cũng chẳng có mất tiền. Người môi giới đưa ra nhiều đãi ngộ cho cô thuê nhà này, căn hộ tiện nghi như vậy mà chủ nhà lại cho thuê rẻ bèo. Cô nghi ngờ mọi chuyện là do Cố Vinh sắp xếp, giả vờ mượn điện thoại anh để gọi điện thương lượng với bố mẹ. Cô phát hiện điện thoại của Cố Vinh tự động kết nối Wi-Fi với nơi này. Nhà này là của anh phải không? Chắc vậy. Cố Vinh giải thích mọi chuyện, anh xin lỗi vì đã lừa cô, em đừng giận anh nữa. Tô Tịnh Tịnh cũng lợi dụng chuyện này để lừa Cố Vinh quay về công ty. Cô muốn anh hòa hợp với ông nội, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã hẹn hò rồi, cho dù có chuyện gì em cũng đứng về phía anh. Được bạn gái đáng yêu an ủi như vậy, hai người liền ôm nhau. Cố Vinh và lão Tô ngủ không được, hai người đàn ông cùng nhâm nhi vài ly rượu. Lão Tô động viên Cố Vinh là đàn ông thì phải đối mặt với vấn đề cần giải quyết. Có như vậy sau này Tịnh Tịnh ở bên anh ông cũng yên tâm. Mẹ Tịnh Tịnh đi ngang qua, bà chợt nhận ra bệnh sợ tiếp xúc của Cố Vinh không còn nữa. Nhờ nhà họ Tô mà Cố Vinh hết chứng bệnh này, anh vô cùng cảm kích. Xem ra nước cờ này ông đi đúng rồi, Cố Vinh sẽ quay về công ty với điều kiện công ty sẽ vận hành theo cách của anh và ông nội không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình. Và nhất là không được đụng vào nhà họ Tô. Ông hãy dừng hợp đồng mua bán nhà này đi. Tịnh Tịnh là một cô gái tốt, cháu phải biết trân trọng đấy. Tô Tịnh Tịnh bị phạt đứng tấn vì dám cấu kết với lão Cố để lừa Cố Vinh, mặc dù nhờ vậy mà nhà họ không cần phải chuyển đi nữa. Lão Tô nói giúp con gái cũng bị vợ phạt chung, xem ra mọi người đều biết chuyện rồi.
Tiểu Cố trở về rồi à, không cần phải bán Tô ra nữa. Trước đây anh vì hội chứng sợ tiếp xúc mà cứ luôn trốn tránh, nhưng trong thời gian sống ở đây là gia đình cô chữa lành cho anh, cũng giúp anh có thể nói chuyện rõ ràng với ông nội. Tô Tịnh Tịnh em vậy mà đi ăn bún ốc với ông nội sau lưng anh. Cô cảm thấy có lỗi, biết sai thì phải sửa. Em có bằng lòng cùng anh về công ty làm vệ sĩ cho riêng anh không? Bằng lòng, rất bằng lòng. Sáng hôm sau, Tô Tịnh Tịnh giấu Cố Vinh đi luyện tập với Ami để trở thành một cô vệ sĩ toàn năng. Ami vì đi theo cô mà bị cho ăn hành từ trò này đến trò khác. Cô đành bất lực mà nhìn những hành động lố lăng của bạn mình. Hôm nay là ngày đầu Tịnh Tịnh đến công ty với tư cách là vệ sĩ, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân như một điệp viên. Mọi hành động của cô đều hết sức khoa trương. Tất cả mọi người trong công ty đều vui mừng chào đón sự trở lại của Cố tổng. Trưởng ban Hà vụng về đem tặng bó hoa cho Cố Vinh thì bị vấp ngã, bó hoa bay lên trước mặt Cố Vinh. Tô Tịnh Tịnh lập tức thể hiện kỹ năng vệ sĩ của mình cho lần đầu gặp. Cô kiểm tra kỹ càng từ bàn làm việc đến ghế ngồi của Cố Vinh, anh chỉ đành bất lực cười trước sự đáng yêu của cô nàng. Giới thiệu với mọi người, đây là Tô Tịnh Tịnh, vệ sĩ riêng của Cố tổng. Chào mọi người, tôi là Tô Tịnh Tịnh, từ bây giờ mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Mới đến chỗ làm cô đã bị một nhân viên nữ nhắm tới. Cố Vinh lại chẳng sắp xếp cho cô làm việc gì cả, cô liền bị nhân viên nữ bắt đi lấy thùng hàng cho sếp Bạch. Tịnh Tịnh gặp Bạch An Nhu trong thang máy, cô đi theo đến văn phòng. Tịnh Tịnh hỏi cô đặt thùng đồ này ở đâu, Bạch An Nhu kiêu căng không trả lời. À, ta khi dễ Tịnh Tịnh, bắt cô chuyển chậu cây to làm che mắt tầm nhìn của à. Một mình Tịnh Tịnh thì làm sao chuyển chậu cây to được. Cô ta cho rằng Tịnh Tịnh là vệ sĩ của Cố tổng thì phải có thể lực tốt mới bảo vệ được anh. Thấy Bạch An Nhu đang làm khó mình, nhưng tất nhiên Tịnh Tịnh biết cách đối phó. Cô làm gì đấy, chẳng phải cô nói cái cây che mất tầm nhìn hay sao? Để tôi cắt tỉa lá cây cho cô, như vậy sẽ không bị che nữa. Tôi là vệ sĩ riêng của Cố tổng và cũng chỉ làm cho anh chứ không phải là cô, đang vui thì đứt dây đàn. Cố Vinh đưa Tịnh Tịnh ra khỏi văn phòng sếp Bạch, anh nắm lấy tay cô làm cho Bạch An Nhu tức chết cô ta. Bạn gái mới đến công ty đã bị ức hiếp, Cố Vinh muốn công khai hai người yêu nhau. Tô Tịnh Tịnh không đồng ý, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh chỉ muốn cho mọi người cô là của anh, như vậy sẽ không ai dám bắt nạt cô nữa. Nhưng lời vợ nói thì anh phải nghe, tạm bỏ qua chuyện này, anh muốn được bù đắp tinh thần. Hai người vụng trộm hôn nhau trong công ty, suýt nữa bị cô nhân viên kia phát hiện. Tịnh Tịnh nhanh trí nói dưới chân Cố Vinh có dán, cô đã dẫm đạp nó để bảo vệ Cố Vinh, thoát được sự nghi ngờ của đồng nghiệp. Tạ Đặc đến đưa trà chiều cho mọi người, chỉ có Tô Tịnh Tịnh là loại đặc biệt mà Cố tổng chuẩn bị cho cô. Cô cũng chuẩn bị cho Cố Vinh một phần. Tạ Đặc và Tịnh Tịnh to nhỏ với nhau liền bị đồng nghiệp nghi ngờ là người yêu. Tịnh Tịnh lợi dụng tin đồn này để che giấu chuyện mình và Cố Vinh, nhưng Cố Vinh không đồng ý, người phụ nữ của anh sao có thể có tin đồn với người đàn ông khác được. Cố Vinh nói giao mọi việc cho anh xử lý, Cố tổng anh định xử lý như thế nào? Cách để xóa bỏ tin đồn đó là tạo ra tin đồn mới. Cao tay đấy, Tạ Đặc bị Cố tổng cắt việc làm, anh khổ quá mà. Nhưng sếp cho nghỉ có lương, anh nhanh chóng cuốn gói, liền chạy tới chỗ của Ami muốn cho cô một bất ngờ. Ami quá bất ngờ mà bị làm rớt thùng hàng xuống trúng chân, phải đi bệnh viện bó bột. Cố Vinh mang cá đến cho Tịnh Tịnh nuôi để mọi người thấy anh thân thiết với cô, mà cô đồng nghiệp não ngắn nghĩ Tịnh Tịnh tầm thường như vậy thì sao mà vớ được Cố tổng. Suy nghĩ của cô ta cũng thật táo bạo, Tô Tịnh Tịnh cô là chuyên gia nuôi cá sao, chẳng trách Cố tổng nhờ cô chăm cá cho anh. Lần này Cố Vinh rủ Tịnh Tịnh đi ăn, Tiểu Kim lại nghĩ cô là vệ sĩ riêng thì phải làm tài xế chờ anh đi ăn một cách an toàn. Nhìn khuôn mặt Cố tổng vì muốn mọi người biết tình cảm của mình và Tịnh Tịnh bị cô ta dẫn mọi chuyện đi quá xa, anh hậm hực. Tiểu Kim nghe nói cô rất thích hóng hớt, không phải bây giờ tôi cho phép cô đó, cô không muốn làm nữa sao? Không ạ, Tịnh Tịnh không chịu được cách làm này của anh. Suýt nữa anh làm lộ rồi, đây là cách mà anh nói mình giải quyết sao? Đúng vậy, nếu em có tin đồn thì bạn trai trong tin đồn chỉ có thể là anh. Tô Tịnh Tịnh tức giận, anh không suy nghĩ cho cảm nhận của mình. Tịnh Tịnh anh thật sự biết lỗi rồi. Tặng cô con búp bê bản đặc biệt mà anh rút được, Tịnh Tịnh rất thích nhưng cô kìm lòng, cô đâu thể dễ bị dỗ ngọt như vậy. Cô liền cùng đi ăn với đồng nghiệp bỏ anh ở lại. Tô Tịnh Tịnh muốn giải thích chuyện bị hiểu lầm với Tạ Đặc, mọi người lại chẳng thèm nghe cô nói. Cố Vinh ở bên ngoài quan sát cô, nhân lúc Tịnh Tịnh đi ra anh kéo cô lại gần. Tịnh Tịnh, trước khi em đồng ý anh sẽ không công khai chuyện chúng ta. Thấy anh nhận lỗi như vậy, Tịnh Tịnh rộng lượng bỏ qua, ngờ đâu anh bắt cô hôn an ủi mình thì bị đồng nghiệp nhìn thấy. Lúc này anh cũng không giấu nữa, Tô Tịnh Tịnh là bạn gái của tôi, lần sau mấy người đồn đại phải chính xác một chút. Tịnh Tịnh muốn tránh cũng không tránh được, cô muốn làm việc nghiêm túc, Cố Vinh nói anh mới chính là công việc của cô. Tới đó vẫn chưa xong công chuyện, trở về Tô ra Cố Vinh vẫn muốn hôn cô, nhưng lần này cô không để anh chủ động. Khán giả bên cạnh xem mà quán quéo. Trở về với cặp bồ phụ, Ami bị thương ở chân nhưng được bạn trai yêu thương chăm sóc kỹ càng tới tận kẽ răng. Cô cảm thấy không quen, kể từ bây giờ dù là chuyện lớn hay nhỏ cứ giao hết cho anh. Kiếm đâu ra một anh người yêu ngọt ngào như vậy đây? Bây giờ mọi người trong công ty đã biết mối quan hệ của họ, Cố Vinh luôn nắm tay cô ở mọi nơi. Bạch An Nhu liền lấy chức quyền của mình mà khiển trách.
Cố Vinh chẳng để tâm vì chuyện anh làm không ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Trong cuộc họp nhiều người bất mãn với Tịnh Tịnh, cô liền cho họ thấy mình đến công ty làm việc nghiêm túc chứ không phải đến yêu đương. Trước áp lực từ Cố Vinh không ai bàn tán chuyện này nữa. Bạch An Nhu liền chạy tới cáo trạng với chủ tịch Cố để ông làm chủ cho mình, nhưng lần này cô sai rồi. Chủ tịch tất nhiên đứng về phía cháu mình, hơn nữa ông cũng thích tính cách của Tịnh Tịnh. Ông khuyên cô nên biết vị trí của mình đang nằm ở đâu. Cả công ty không ai dám cho Tịnh Tịnh đụng tay làm việc. Với tính cách của cô không thể cứ ngồi chơi như vậy. Cô tìm trưởng ban Hà sắp xếp cho mình một công việc. Lão Hà đành để cô đem tài liệu đến ban thiết kế. Tô Tịnh Tịnh nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên. Buổi gặp mặt với sếp Triệu hôm nay được chủ tịch Cố sắp xếp cho Cố Vinh đi. Bạch An Nhiên không ai mời mà mặt dày đi theo. Được sếp Triệu khen xinh đẹp, cô ta liền lên mặt, còn tự mình giới thiệu Tịnh Tịnh là vệ sĩ của Cố Vinh. Sếp Triệu này cũng chẳng nể mặt Cố Vinh mà bắt Tịnh Tịnh rót nước cho họ. Là người sát cánh bên Cố Vinh, Tô Tịnh Tịnh không để mình bị coi thường, cô liền thể hiện sự lanh lợi của mình. Sếp Triệu, nước trong ấm này nóng quá, tôi nghe nói uống trà nước nóng quá sẽ không tốt, tôi đi đổi ấm khác. Cố Vinh muốn đi theo bạn gái thì bị Bạch An Nhu ngăn cản. Ai đó làm ơn hốt con hồ yêu này dùm tôi đi. Không dừng lại ở đó, cô ta đi theo khiêu khích Tịnh Tịnh. Dù ở đâu, thân phận của cô cũng đều khiến Cố Vinh bị bàn tán. Không hiểu kinh doanh đã đành, vì cô mà Cố Vinh bị cản trở công việc. Sếp Triệu này cũng chẳng tốt lành gì, khoa môi múa mép mà nói xấu Tịnh Tịnh nhà anh. Những lời ông ta nói, Cố Vinh đáp lại bằng một sự im lặng hờ hững. Chuyện hợp tác này Cố Vinh đành từ bỏ vậy. Nếu như sếp Bạch không mời mà đến thân thiết với sếp Triệu như vậy thì chuyện hủy bỏ hợp đồng nhờ cô xử lý. Mặc dù ngoài kia có bão tố, Cố Vinh và Tịnh Tịnh vẫn luôn tin tưởng nhau. Từ khi trở về công ty, Cố Vinh ngày nào cũng bận rộn, chuyến này anh phải đi công tác, không thể ở bên cạnh Tịnh Tịnh. Đóa hoa liên, Bạch An Nhu biết tin Cố Vinh đi công ty, cô chu đáo tìm hiểu hết những thông tin về đối tác mà anh đi gặp. Còn đi theo đặt khách sạn luôn cho anh, chỉ cần cô không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi thì chúng ta vẫn là cộng sự tốt. Bây giờ chẳng lẽ không phải sao? Được rồi, không còn sớm nữa, anh cất hành lý trước đi, lát nữa chúng ta còn phải đến Thịnh Đạt. Cố Vinh và Bạch An Nhu ngồi đợi đối tác, như nhân viên của William nói rằng anh ấy vẫn chưa họp xong, cũng không rõ khi nào sẽ về. Hai người đành bất lực chờ đợi. Tuy đi công tác nhưng Cố Vinh vẫn dặn dò Tạ Đặc mang đồ đến cho Tịnh Tịnh. Ở mãi trong công ty cũng ngột ngạt, Tô Tịnh Tịnh đến tìm ông nội Cố cùng trò chuyện. Thấy cô vì bị lời người khác nói mà tâm trạng không tốt, ông nói rằng cô không cần phải vì người khác mà cố gắng làm một chuyện không phải sở thích của mình, cứ làm chính mình là được. Thể hiện tài năng trong lĩnh vực mình yêu thích thì chẳng phải cuộc sống càng ý nghĩa hơn sao? Vâng, đúng là gừng càng già càng cay, mấy lời an ủi này rất có ích với cháu. Ami đang đắm chìm trong hạnh phúc khi có một anh người yêu vừa đẹp trai vừa toàn năng. Sao em lại vào bếp? Em nghe thấy mùi thơm nên vào. Cẩn thận vết thương ở chân, không ngờ anh nấu ăn giỏi phết. Ở đây nhiều khói dầu không tốt cho của em. Mau về phòng đi. Không, em muốn ở bên cạnh anh. Mãi nói chuyện với cô không để ý thức ăn bị cháy, định quay ra tắt bếp thì chân Ami đứng không vững suýt ngã. Tạ Đặc liền bế người yêu về giường nằm, anh chuẩn bị hết mọi thứ cho cô dùng, nhưng Ami không muốn anh đi về. Nói ra nhiều lý do để anh ở lại, chẳng phải anh nói sẽ làm mọi chuyện cho em sao, vậy ở lại bên cạnh em đi. Mặc dù chân đang đau nhưng cô chẳng để nó cản trở nụ hôn nồng nhiệt của cô và anh. Cố Vinh và Bạch An Nhu đợi cả một ngày trời mà vẫn không gặp được William. Quý ngài William này tính tình vốn kỳ quặc, hôm nay không gặp được anh ta Cố Vinh cũng không cảm thấy có gì lạ. Làm việc mệt mỏi đến nổi chưa ăn tối, Cố Vinh giải tỏa bằng cách gọi cho Tịnh Tịnh. Hai người vẫn luôn thể hiện tình cảm cho nhau. Đang nói chuyện vui vẻ với người yêu thì Bạch An Nhu đến gõ cửa nói rằng mình để quên áo trong phòng anh. Cố Vinh dứt khoát mang trả áo cho cô còn chuyện gì khác không? Không, ngủ ngon. Cố Vinh tặng Tô Tịnh Tịnh vé xem triển lãm, đến nơi cô gặp một tên cướp điện thoại của một vị khách liền hành hiệp trượng nghĩa. Tên này dùng vũ khí nhưng cũng không tránh được đòn của Tịnh Tịnh. Hắn ta liền bỏ chạy, Tịnh Tịnh có sao không? Tôi không sao, nữ hiệp cảm ơn nhé. Tôi không phải là nữ hiệp, chỉ biết chút cung phu thôi. Vị khách nước ngoài này rất hứng thú với cung phu, anh ta đến Trung Quốc tìm thầy dạy cho mình. Tịnh Tịnh giới thiệu cho anh ta đến võ quán nhà cô. Thì ra đây chính là ngài William kỳ quặc, muốn đến nhà cô bái sư, anh ta đưa phương thức liên lạc cho Tịnh Tịnh. Thấy anh chàng người nước ngoài này tiếp cận Tịnh Tịnh, trợ lý Tạ liền thay mặt Cố Vinh bảo vệ cô. Tạ Đặc, anh ở với Cố Vinh lâu quá nên giống anh ấy gặp ai cũng không ưa à, cô không thể nói vậy. Cố Tổng vẫn luôn nhớ về cô, hôm qua bọn họ làm việc đến nửa đêm mà còn nhớ bảo tôi đưa vé cho cô. Họ, đúng vậy, sếp Bạch và Cố Tổng, Bạch An Nhu. Tịnh Tịnh tức giận Cố Vinh vậy mà lại không nói cho cô anh đi cùng Bạch An Nhu. À, hồ ly này tiếp tục tiếp cận Cố Vinh nhưng anh không để tâm đến cô ta. Tạ Đặc nghe ngóng được thông tin của William liền báo cho Cố Vinh, ngoài ra còn chuyện Tịnh Tịnh vì bắt cướp mà bị thương. Nghe đến đây Cố Vinh bỏ hết mọi công việc để về bên cô. Anh tổng tài này vậy mà biết cả chuyện bếp núc, tuy anh trở về gặp cô rất vui nhưng Tịnh Tịnh giận anh không tin tưởng mình khi giấu chuyện đi công tác với Bạch An Nhu. Cố Vinh hứa về sau sẽ không giấu cô nữa.
Sau khi tạm biệt Cố Vinh, bỗng xuất hiện một người nước ngoài tên William đến chào Tịnh Tịnh. Anh ta muốn đến võ quán nhà Tịnh Tịnh học võ. Bố của Tịnh Tịnh rất chào đón anh, nhiệt tình giới thiệu cho anh ta về võ quán nhà mình. Bố Tịnh Tịnh đã chỉ cho anh ta vài chiêu, đôi lúc cũng có những chiêu không được hay cho lắm, làm bọn trẻ học võ cười một trận. Lúc này Cố Vinh đang lo lắng cho buổi ký kết hợp đồng với William. Hợp đồng lần này rất quan trọng với Cố Vinh. Đây là dự án lớn đầu tiên kể từ khi anh lên nhậm chức. Mặc dù mọi người trong công ty đều lo lắng cho lần hợp tác này, Tô Tịnh Tinh lại tin Cố Vinh nhất định sẽ làm được. Lúc này bữa Eros đang diễn ra căng thẳng, William có vẻ không quá hài lòng. Với dự án lần này, anh chưa thấy những điểm nổi bật trong việc thu hút khách hàng trẻ tuổi của các khu trung tâm thương mại nhà họ Cố. Lúc này Tịnh Tịnh xuất hiện, William liền nhận ra cô. Anh đã hỏi Tịnh Tịnh điểm thu hút cô đến với các trung tâm thương mại nhà họ Cố. Với sự am hiểu về lĩnh vực thiết kế, cô đã lấy lòng được William, giúp Cố Vinh ký kết được dự án này. Bạch An Nhu vì thấy Tịnh Tịnh có được tình cảm của đối tác, lại còn trước mặt mọi người trình bày suôn sẻ như vậy, cô ta rất không cam tâm, lại còn bị mọi người trong công ty dèm pha. Cô ta vừa không có tài năng, vừa không có được tình cảm của Cố Vinh. Bạch An Nhu trước nay vốn đã không thích Tịnh Tịnh, nay càng cam ghét Tịnh Tịnh hơn. Sau khi ký kết hợp đồng xong, William muốn mời Tịnh Tịnh đến quay một video võ thuật Trung Hoa. Bố của Tịnh Tịnh luôn nói quảng bá võ thuật Trung Hoa là việc nên. Cô vì vậy mà đã đồng ý với William. Lúc William bắt tay với Tịnh Tịnh, còn định hôn tay cô nhưng Cố Vinh đã ngăn cản. Ai cũng biết là Cố Vinh ghen rồi, đem thư ý định hợp tác đến cho Bạch An Nhu, sơ ý trước mặt ta khen Tịnh Tịnh vài câu, còn nói Tinh Tinh là ngôi sao máy mắn của sếp Cố, liền bị Bạch An Nhu đuổi ra ngoài. Vào ngày quay video ngắn võ thuật, Tịnh Tịnh đã rất lo lắng, cô trước giờ chưa từng làm qua việc này. Bạch An Nhu cũng có mặt ở đây, cô đến thăm đối tác của mình, còn chạm mặt với Hàn Nhiên. Anh đã hỏi thăm cô ta, nhưng cô ta vẫn luôn lạnh lùng với anh. Bạch An Nhu nhìn thấy Tô Tịnh Tịnh lòng dạ liền không vui, mọi người lại quan tâm Tô Tịnh Tịnh như vậy. Bạch An Nhu lại nổi lòng đố kỵ hãm hại Tịnh Tịnh, biết Tịnh Tịnh trước nay sợ máu, Bạch An Nhu đã cố ý làm cho đạo cụ của cô dính máu. Tịnh Tịnh thấy được cảnh này liền ngất đi. Cố Vinh vì muốn đỡ cô mà không may làm cho máy trên trần rơi xuống hai người, nhưng Cố Vinh đã nhanh chóng lấy thân mình che cho Tịnh Tịnh. Hai người được đưa đến bệnh viện, vết thương của Cố Vinh không đáng lo ngại, còn làm nũng với Tịnh Tịnh muốn cô đút mình ăn. Bạch An Nhu cũng mang hoa đến thăm Cố Vinh, và Tịnh Tịnh đã biết được việc cô ta làm hôm qua, nhưng Cố Vinh không trách cô ta, chỉ cần Tịnh Tịnh không sao là được. Bạch An Nhu thấy tình cảm của hai người họ sâu đậm như vậy, biết mình không thể chen chân vào, cô ta muốn từ bỏ mục tiêu bấy lâu nay của mình. Cô ta biết rằng dù có làm gì đi nữa vẫn sẽ không có được trái tim của Cố Vinh. Bạch An Nhu quyết định đi đến một nơi xa, đó là Iceland. Bạch An Nhu đã đến công ty xin từ chức. Cô gặp Hàn Nhiên trong thang máy, còn rủ Hàn Nhiên cùng cô đi ăn khuya. Tịnh Tịnh lúc trước có học qua thiết kế, cô muốn đến công ty của Cố Vinh để ứng tuyển. Cố Vinh rất ủng hộ cô. Tịnh Tịnh là một cô gái xuất sắc, cô không thể mãi cứ đứng bên Cố Vinh. Tịnh Tịnh cần xây dựng chỗ đứng cho riêng mình, như vậy mới có thể phát triển tài năng của cô. Cô muốn đi lên từ thực lực, chứ không phải vì bạn trai cô là Cố Vinh mà được nâng đỡ. Tịnh Tịnh vì nộp bản vẽ để ứng tuyển vào công ty mà đã làm rất chăm chỉ, không chịu ăn uống, Cố Vinh phải vào phòng kéo cô đi thì Tịnh Tịnh mới ra khỏi phòng. Tối đó cô cuối cùng cũng nộp bản vẽ cho công ty rồi. Tô Tịnh Tịnh nộp công việc vào ban thiết kế của công ty. Cô hồi hộp mở hộp thư mail được phản hồi như xem điểm thi đại học. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bốc thăm chúng được thưởng, toàn là chúc bạn may mắn lần sau. Tuy bản thiết kế của cô được đánh giá qua vòng loại, nhưng giám đốc bên phòng thiết kế nghe tin Tịnh Tịnh là bạn gái của Cố Vinh, nghi ngờ cô có ô dù, không xem trọng năng lực của cô. Tịnh Tịnh nhốt mình trong phòng, Cố Vinh lôi cô dậy để thay đổi tâm trạng. Anh cùng Ami và Tạ Đặc lên kế hoạch cho cô chơi những trò chơi trúng thưởng. Ban đầu cô không đồng ý chơi, vốn dĩ vận khí của cô luôn không tốt, nhưng cô cũng muốn thử xem rốt cuộc mình xui đến mức nào. Lần này tất cả những trò mà cô chơi đều trúng giải đặc biệt. Cuối cùng đến trò Gasepon bị Tịnh Tịnh phát hiện, tất cả những giải thưởng hôm nay cô đạt được đều là chiêu trò của Cố Vinh. Tuy vậy cô không hề trách anh, em giận sao? Không giận, những gì anh làm em đều rất thích. Trong lòng anh, cô chính là giải đặc biệt mà anh có được. Sau khi dỗ bạn gái ngủ ngon, Cố Vinh đến tìm nguyên nhân khiến Tịnh Tịnh bị loại. Người đàn ông này coi thường trình độ pha chế của bartender, đến cả cố tổng anh ta cũng không nể mặt. Anh ta cho rằng Tô Tịnh Tịnh không có tài năng thiết kế, nếu muốn nhận Tịnh Tịnh vào ban thiết kế thì cố tổng có thể sa thải anh ta, chứ kiên quyết không nhận người có kẻ chống lưng. Cố Vinh cùng anh ta đặt cược nếu tìm được tác phẩm nào là của Tịnh Tịnh thì cố tổng sẽ cho anh ta voucher uống rượu miễn phí 1 năm, còn không thì anh ta phải chấp nhận mọi yêu cầu của Cố Vinh. Anh ta chỉ cần nhìn qua là biết phong cách nào là của Tịnh Tịnh. Lần cá cược này anh ta thắng, nhưng cũng đã công nhận năng lực của Tịnh Tịnh. Hôm sau Tịnh Tịnh nhận được giấy mời vào công ty làm, cô trách nhầm Cố Vinh nhúng tay vào công việc của mình. Nghe anh giải thích xong, cô vui vẻ cảm ơn anh bằng những nụ hôn. Ngày đầu đi làm Tịnh Tịnh rất phấn khích, trước khi đi không quên chào tạm biệt anh người yêu bằng một cái hôn.
nhưng cô vẫn là không tránh được thần xui xẻo. Mới ngày đầu đi làm đã bị một người qua đường đụng trúng làm đổ ly cà phê lên người cô. Mà thái độ của anh ta khiến người khác rất khó chịu, còn tự nghĩ bản thân vô tình tạo ra một tác phẩm đẹp trên áo cô nữa chứ. Thấy vậy, Tô Tịnh Tịnh cũng tạo cho anh ta một chiếc áo có giá trị nghệ thuật. Đến phòng làm việc mới biết anh ta là giám đốc của mình. Cố Vinh nhìn thấy áo Tịnh Tịnh bị bẩn, anh kéo cô vào phòng làm việc của mình để thay chiếc áo mới cho cô. Quay lại phòng làm việc nhưng Tịnh Tịnh không được giám đốc cho tham gia dự án của ban thiết kế, cô đành làm những công việc hậu cần. Trong lúc bê tấm bảng ra, cô lại đúng trúng tên giám đốc tự cao kia, vô tình làm trán anh ta chảy máu, cô sợ hãi đưa giấy cho anh ta lau. Tô Tịnh Tịnh, sao lại là cô nữa? Giám đốc, tôi xin lỗi. Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện khử trùng được không? Tôi tự đi. Nói xong anh ta cũng chẳng chịu nhìn đường, lại đụng trúng cửa lần hai, anh ta liền mắng Tịnh Tịnh. Tô Tịnh Tịnh, cô không mở cửa thì sao tôi ra được? Nhưng cửa bị khóa rồi, mà cả hai người đều không mang điện thoại. Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng quen nhau với Tịnh Tịnh, Cố Vinh tự tay xuống bếp dưới sự chỉ dẫn của bác trai. Tô Tịnh Tịnh hằng giọng gọi người tới giúp, mà anh giám đốc này vẫn an nhiên ngồi xem bản thảo. Anh ta muốn bản thiết kế này có cảm giác chuyển động nhưng chưa nghĩ ra được cách làm. Tịnh Tịnh chỉ vừa ngẫm một chút liền nghĩ ra cách hay. Nhìn cách làm của cô, giám đốc Đỗ liền nghĩ, xem ra tôi đánh giá thấp cô rồi. Hai người thế mà lại vui vẻ cùng nhau tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Trong khi Cố Vinh thì miệt mài chuẩn bị hết mọi thứ cho ngày kỷ niệm của hai người. Giám đốc Đỗ vì quá chuyên tâm vẽ mà bị ngã trật chân, may mắn có nhân viên bảo vệ đi ngang qua mở cửa cho hai người. Tịnh Tịnh dẫn anh đến bệnh viện thì gặp Hàn Nhiên. Thì ra trước đây anh ta và Hàn Nhiên có quen nhau. Tay của giám đốc Đỗ cũng bị thương, anh ta nhờ Tịnh Tịnh giúp mình uống nước. Ngay lúc đó Cố Vinh xuất hiện, thấy cô chăm sóc người khác nên anh ghen. Anh lười nghe cô giải thích, đang tức giận vì cô không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng bên nhau. Cố Vinh vì cô mà nấu nhiều món, Tịnh Tịnh khen anh nấu còn ngon hơn bố mình. Nghe vậy anh vui mừng nói mình cũng thử ăn xem ngon như cô nói không, cứ nghĩ anh ta thử món ăn trên bàn, thì ra là thử món ăn từ môi cô. Công chuyện mới làm được nửa đường thì bị bố mẹ cô phát hiện. Cố Vinh muốn cùng Tịnh Tịnh ra căn hộ anh ở riêng để hai người không phải bị sự giám sát của bố mẹ nữa. Hai người liền lấy cớ tăng ca không về nhà để không bị bố mẹ phát hiện, nhưng bố cô nói về trễ thì ông sẽ đến đón. Kế hoạch này của hai người có lẽ khó mà không bị phát hiện. Trong cuộc họp hôm nay, Tịnh Tịnh biểu hiện rất tốt, cô được giám đốc giao cho dự án lần này. Nhưng cô vừa mới đến công ty làm việc mà đã nhận được dự án quan trọng liền bị đồng nghiệp ghen ăn tức ở. Tuy vậy cô vẫn vui vẻ khoe với bạn trai chuyện sự nghiệp của mình. Lần này Cố Vinh đưa bố mẹ Tịnh Tịnh đến xem căn hộ của mình. Anh nói rằng sẽ dọn vào đây ở cùng với Tịnh Tịnh để những người học võ có phòng thuê khi đến võ quán học. Lão Tô nghe thế liền muốn băm anh ra thành trăm mảnh, ông không thể để con cáo gian xảo này ở riêng với con gái mình được. Sau khi nói chuyện với Hàn Nhiên xong, đến giờ cô Vinh phải đi đón Tịnh Tịnh. Anh đưa cô về đến nhà còn giúp cô nảy ra ý tưởng cho dự án thiết kế. Tịnh Tịnh vui mừng tặng anh một nụ hôn thì bị bố cô nhìn thấy. Ở trong nhà mà luôn phải canh chừng con gái mình bị kẻ xấu bắt đi. Cuộc họp lần này Tịnh Tịnh lại xuất sắc thể hiện phương án của mình. Cố Vinh nhân cơ hội mời cả nhà Tịnh Tịnh cùng ăn mừng, bố Tịnh Tịnh liền nghĩ cậu ta muốn chuốc say ông để cướp cô con gái, ông cũng nhân cơ hội này kiểm tra nhân phẩm của cậu ta. Nghe lời Hàn Nhiên, Cố Vinh làm theo kế hoạch lấy nhu khắc cương của anh, nhưng xem ra chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Bố mẹ của Tịnh Tịnh cuối cùng cũng thông suốt, con gái đã lớn rồi, có những chuyện cũng không thể cản nó lại được, họ cũng từng trải qua chuyện như vậy. Cũng nên hiểu cho con gái mình, hơn nữa Cố Vinh luôn biểu hiện rất tốt bản lĩnh của một người đàn ông, lần này cho phép hai đứa nó ở riêng. Vừa chuyển đến nơi ở mới, Cố Vinh liền nói căn nhà này do Tô Tịnh Tịnh làm chủ, mọi việc đều nghe theo cô. Tô Tịnh Tịnh sang mượn đồ ngủ của Cố Vinh nhưng trong tủ đồ của anh chỉ toàn áo sơ mi. Cô chọn bừa một cái nhìn dáng vẻ cô mặc áo của mình, Cố Vinh sợ bản thân không nhịn được mà mất kiểm soát, anh vừa uống nước vừa niệm Phật, toàn thân anh ngứa ngáy. Tạ Đặc tặng Cố Vinh hồng sâm khi biết anh và Tịnh Tịnh sống chung, cứ nghĩ việc tốt mình làm được khen, nào ngờ Cố tổng không cần, ngược lại bắt anh uống tại chỗ, không uống hết thì mang về cho Ami uống. Ami đến công ty mang canh hầm cho Tạ Đặc thì gặp được Tịnh Tịnh. Tịnh Tịnh ngưỡng mộ Tạ Đặc được cô bạn thân của mình yêu thương như vậy, bèn hỏi hai người khi nào kết hôn. Cô nói đùa nếu Tạ Đặc không nhanh chân thì cô sẽ cướp Ami. Chuyện kết hôn Ami cũng không thể nào tùy tiện nói được nếu Tạ Đặc không nhắc tới. Tịnh Tịnh nói cô ra hiệu để cho anh biết, thế là Ami đi dạo với Tạ Đặc đến một nơi ở gần đó có trưng bày áo cưới. Cô hỏi anh nếu em mặc váy cưới thì có đẹp không, em mặc gì cũng đẹp hết. Nói xong Tạ Đặc liền trở về công ty có cuộc họp, cô ra hiệu rõ ràng như vậy mà Tạ Đặc chẳng tin tưởng hiểu ý của cô. Đỗ Vũ Xuyên thông báo đã thành công hợp tác dự án Fan Full với nhà thiết kế hộp mù Lâm Giao Trung, nhưng trước khi dự án diễn ra thì phải được bảo mật, tránh thiệt hại cho công ty. Tô Tịnh Tịnh được giao việc thiết kế poster, đồng nghiệp trong ban thiết kế thấy cô vừa là người yêu Cố tổng, lại thân thiết với giám đốc Đỗ thì sinh lòng đố kỵ. Sau khi cô làm bản thiết kế xong, gửi cho bên in ấn nhưng họ lại nói chưa kịp in ra.
Đến tối mọi người đều bận chuẩn bị cho sự kiện. Lúc đang kiểm tra thử bản poster chính thì hình ảnh được chiếu là một bản poster dự phòng. Trương Đình nói rằng do bản poster của Tịnh Tịnh khá phức tạp nên chưa kịp thay, nhờ cô đến phòng giám đốc Đỗ để lấy use bản điện tử poster. Đang tình tứ thì nghe tin sét đánh ngang tai, Tạ Đặc đến báo xảy ra chuyện lớn, dự án kỷ niệm fan full của họ được bảo mật vậy mà bên triển lãm trung tâm mua sắm của tập đoàn Diamond quảng cáo. Con búp bê của họ giống với hình tượng hộp mù bản đặc biệt mà Lâm Trung giao thiết kế cho bên công ty của Tịnh Tịnh. Mọi dự án đều được bảo mật trong phòng giám đốc Đỗ. Đám người trong hội đồng chủ tịch nói trích xuất camera xem những ai đến phòng Đỗ Vũ Xuyên. Chỉ duy nhất Tịnh Tịnh là người bước vào trong thời điểm đó. Tạ Đặc đột nhiên gọi tới nói chủ tịch cố ngất xỉu, Cố Vinh rời cuộc họp về thăm ông. Thì ra ông biết tin dự án fan full xảy ra vấn đề. Ông nói chắc chắn có kẻ giở trò có ý đồ bất chính, chỉ bảo cháu trai nhân cơ hội này lọc đội ngũ, túm hết gián điệp trong công ty. Cố Vinh hỏi Đỗ Vũ Xuyên dự án lần này có những ai phụ trách. Từ việc gửi bản thiết kế cho Lâm Trung giao đến việc liên hệ với bên in ấn đều do Trương Đình phụ trách. Nhưng cả Tô Tịnh Tịnh và Đỗ Vũ Xuyên đều nói tin tưởng năng lực của cô ta, tin rằng cô ta sẽ không phản bội công ty. Trở về văn phòng, Tịnh Tịnh lo mọi chuyện chưa rõ thì Trương Đình sẽ bị hỏi tội. Cô ta cũng nhận ra giám đốc Đỗ chắc đã nghi ngờ mình đến văn phòng anh nói chuyện. Cô ta không nhận những việc đó do mình làm mà còn nói ra những lời đố kỵ với Tịnh Tịnh. Tự tin dám chắc bản thân dù không làm việc ở công ty này thì cô vẫn sẽ phát triển được năng lực của mình ở nơi khác. Trương Đình trở về từ phòng giám đốc liền thu dọn bàn làm việc của mình. Cô ta nói rằng Tịnh Tịnh nếu muốn đuổi mình thì bảo phòng nhân sự đuổi là được, sao lại đổ tội danh lên đầu cô ta. Bên này Ami vẫn chưa từ bỏ, cô bày ra những thiệp cưới của bạn mình, hàm ý nói những người bạn trong độ tuổi của cô bây giờ đều đã kết hôn. Tạ Đặc cũng nói mình vì nhận nhiều thiệp cưới, tiền lương của anh cũng vì thế mà một đi không trở lại, cũng không biết mình đã chọc giận cô. Đỗ Vũ Xuyên mỗi khi có chuyện buồn đều đến quán này uống rượu, thấy Tịnh Tịnh tâm trạng không tốt rủ cô đến nơi này. Anh nói cô nếu chuyện mình không làm thì không cần phải dè chừng ánh mắt của người khác, mà phải thể hiện được bản lĩnh của mình có như vậy thì mới có thể làm việc thoải mái. Cố Vinh ngày đêm tìm phương án giải quyết chuyện công ty, đến khuya mới để ý Tịnh Tịnh chưa về anh gọi cho cô thì không liên lạc được. Thì ra điện thoại cô đã hết pin, về đến nhà cô giải thích cho anh, vì chuyện công ty nên Đỗ Vũ Xuyên động viên cô, mời cô đi uống rượu. Nghe đến cái tên này Cố Vinh liền ghen, nhưng cô nói mình bị đồng nghiệp xa lánh rồi đột nhiên Trương Đình nghỉ việc khiến mọi người càng nghi ngờ cô hơn. Anh ôm cô vào lòng an ủi, mấy ngày gần đây Tạ Đặc có những hành động bất thường, nửa đêm sau khi Ami ngủ thì anh ta lén lút ra ngoài. Lần này Ami canh chừng thì nghe được anh gọi điện với một cô gái đến khách sạn Feeling. Cô khóc thổn thức cáo trạng với Tịnh Tịnh Tạ Đặc đang ngoại tình. Sau đó Tịnh Tịnh đến khách sạn cùng cô bắt gian, nhưng khách sạn không thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng, họ đành ra ngoài đợi. Tịnh Tịnh nhìn thấy Tạ Đặc đang đưa một người phụ nữ lên xe, tưởng anh ta ngoại tình sau lưng bạn thân mình cô dạy dỗ luôn anh ta. Tạ Đặc giải thích rằng mình chỉ là tài xế cho người ta. Chỉ mới nghe câu đó thôi Ami liền xót thương đỡ anh dậy rồi còn mắng Tịnh Tịnh ra tay với bạn trai mình, bị bạn thân nạt cô uất ức chạy về lòng Cố Vinh. Thì ra Tạ Đặc đang gom tiền để cho Ami có một đám cưới bất ngờ, anh chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Cố Vinh nói mình trả lương anh quá ít hay anh quá nhàn rỗi mà phải làm công việc thêm này. Anh nói mình chỉ muốn gom thêm tiền để Ami có chỗ dựa vững chắc. Váy cưới ngày lạnh đã chọn xong hết, chỉ còn thiếu phù dâu và phù rể, Tịnh Tịnh và Cố Vinh được đảm nhận vai trò này. Các chủ tịch trong hội đồng quản trị gây áp lực cho Cố Vinh, nếu anh không thể giải quyết chuyện này thì phải hoãn lại lễ kỷ niệm để thay đổi phương án khác. Còn mọi vấn đề xảy ra do một mình Cố Vinh gánh chịu, thái độ của Lâm Giao Trung rất cứng rắn, lần đàm phán hòa bình này thất bại rồi, phòng thiết kế lần này phải cận lực làm việc. Cách lễ khai mạc còn 6 ngày nhưng chưa có ai đưa ra được bản thiết kế mà Đỗ Vũ Xuyên kỳ vọng, anh vô cùng tức giận. Làm việc tăng ca mệt mỏi đi về thì Đỗ Vũ Xuyên gặp được Hàn Nhiên, hai người liền rủ nhau đi làm vài ly, mỗi lần gặp nhau cả hai đều vội vàng chẳng nói được mấy câu. Hôm nay có dịp nói chuyện cùng nhau, anh ta hỏi Hàn Nhiên lớn lên với Tịnh Tịnh sao hai người không trở thành một đôi. Sau đó Đỗ Vũ Xuyên cho anh biết mình cũng thích Tịnh Tịnh nhưng đến muộn chút, Tịnh Tịnh bị Cố Vinh nhanh chân cướp trước. Anh vẫn chỉ là người đến sau, Cố Vinh mệt mỏi được Tịnh Tịnh massage nhưng Hàn Nhiên nhắc nhở, anh vẫn là sợ long đao của lão Tô. Sáng hôm sau trưởng ban Hà gọi nói chủ tịch lại ăn đồ linh tinh không nghe lời bác sĩ, Cố Vinh về thăm khuyên nhủ ông giữ gìn sức khỏe, ăn đồ vặt có hại cho tim. Ông nói mình khi xưa vất vả muốn ăn mấy món này cũng không được, giờ có cơ hội thì phải ăn không xuống mồ rồi sao ăn được nữa. Tịnh Tịnh mang bún ốc được làm bột mì có hàm lượng calo ít tốt cho sức khỏe của ông khen cô chu đáo, tháo vát trong mọi chuyện. Tịnh Tịnh cũng khuyên được ông bỏ mấy món ăn có hại này. Rốt cuộc là ông nội của em hay ông nội của anh vậy, xem ông cười tươi chưa kìa. Tính tình hai người ngang ngược như nhau, chắc chắn là ông ruột rồi. Cố Vinh từ chối mình đâu có ngang ngược như vậy. Hàn Nhiên đến mang đồ ăn do bố Tịnh Tịnh chuẩn bị. Ở riêng đúng là không được thường xuyên ăn những món ngon bố nấu. Hai người nên thường xuyên về thăm hai bác hơn, hai bác rất nhớ hai người. Tịnh Tịnh chợt nhớ ra mình chưa vẽ xong bản thiết kế, cô quay về phòng làm việc. Hàn Nhiên nhắc nhở Cố Vinh là Đỗ Vũ Xuyên thích Tịnh Tịnh.
Có điều đối với chuyện Tịnh Tịnh, anh ta khá tự ti, mặc dù trong công ty là người phách lối, bởi người thường khoe mẻ hay thiếu thốn, nói với anh ta không có cửa đâu. Cố Vinh giả vờ là mình không ghen tuông nhưng lo lắng Tịnh Tịnh có người theo đuổi thì sẽ bỏ rơi anh. Lần đầu thấy anh quan tâm chuyện như vậy, Tịnh Tịnh cho rằng có gì đó kích thích anh. Cô dặn anh yên tâm bởi vì trong mắt cô chỉ có anh. Thấy cô bế tắc trong việc vẽ bản thiết kế, anh gợi ý con búp bê mà mình từng tặng cô cũng không tệ, có thể lấy nó làm hình ảnh đại diện cho buổi khai mạc. Cố Vinh đến phòng thiết kế nhắc nhở chỉ còn 3 ngày là đến lễ kỷ niệm, nếu lần này vẫn bị lộ thông tin ra ngoài thì anh không ngại sa thải phòng thiết kế. Đỗ Vũ Xuyên nhận được một tin nhắn xong khuôn mặt anh ta có gì đó rất lạ, hóa ra anh ta chính là gián điệp đã tiết lộ bản thiết kế cho bên Diamond. Anh ta ghi âm những gì Cố Vinh nói trong cuộc họp rồi chỉnh sửa để tạo chứng cứ giả bôi nhọ công ty Cố Vinh rồi gửi cho giám đốc Hoàng. Trong buổi lễ ra mắt, đám phóng viên hỏi Cố Vinh về vấn đề tranh chấp thương mại với công ty Diamond. Anh khẳng định những gì mọi người nói đều là tin đồn. Lâm Giao Trung đột nhiên xuất hiện nói mình rất vui vì hợp tác với tập đoàn họ Cố. Ông nói người có công lớn trong việc đưa ra bản thiết kế hộp mù đặc biệt chính là Tô Tịnh. Hai ông lớn cắt băng chúc mừng kỷ niệm Fan Fun chính thức khai mạc. Hoan nghênh mọi người đến trải nghiệm trung tâm mua sắm Fan Fun. Đỗ Vũ Xuyên nhanh chóng rời hiện trường thì Cố Vinh đã đứng đợi anh từ lâu. Cố Vinh nhận ra anh ta là gián điệp khi anh ta cố tình để Trương Đình gánh tội. Thì ra Cố Vinh diễn kịch việc hợp tác không thành với Lâm Giao Trung để đưa Đỗ Vũ Xuyên vào trong. Trương Đình cũng tìm ra bằng chứng anh ta cấu kết với giám đốc Hoàng. Lý do Đỗ Vũ Xuyên phản bội công ty chính là vì anh ta cảm thấy mình nỗ lực làm việc nhưng vẫn chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi. Những cống hiến của anh ta không được công ty để mắt tới, may mắn thay được giám đốc Hoàng giúp đỡ, tài năng của anh mới phát triển sang châu Âu được. Nhưng mọi chuyện kết thúc rồi, họ cần phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho Lâm Giao Trung. Đỗ Vũ Xuyên thỏa thuận sẽ làm chứng kiện giám đốc Hoàng để chuộc lỗi của mình. Trương Đình quay trở về công ty, sự cống hiến hết mình của cô đã cho cô trở thành giám đốc mới của phòng thiết kế. Sau đợt sóng gió này cô cũng có cái nhìn khác về Tịnh Tịnh. Trưởng ban Hà lại gọi tới nói rằng ông nội ngã bệnh rồi, hai người lập tức đến thăm ông. Đưa ông đi bệnh viện thì ông không chịu, người già sợ nhất là bệnh viện, đến đó thì sẽ biến thành cô hồn già quỷ. Ông chỉ có một nguyện vọng đó là bế cháu chắt, nhưng ông ơi chúng cháu chưa kết hôn, vậy thì mau kết hôn đi. Ông giả bệnh để dục cháu kết hôn sinh con. Nhìn mặt ông bị phát hiện hài dễ sợ, ông diễn rất tốt chỉ là bị vạch trần mất rồi. Hai ông cháu này đều giống nhau, đều muốn giả bệnh lừa cô. Chuyện công ty cũng đã giải quyết xong, Tô Tịnh Tịnh và Cố Vinh quay về thăm bố mẹ. Võ Quán giờ không có học viên ở nữa, bố mẹ muốn cô quay về nhà. Con gái cũng không thể nào ở ngoài mãi được, lần này quay về cũng là để bàn chuyện kết hôn. Bố mẹ Tịnh Tịnh cũng vui vẻ đồng ý cho hai người, nhưng Tịnh Tịnh thì vẫn chưa đồng ý với anh. Bố vợ cho Cố Vinh biết cách để luôn có tình yêu ngọt đó chính là chiều theo ý vợ, vợ là nhất, vợ vui thì mình sẽ vui. Cố Vinh luyện tập trước để sau khi kết hôn sẽ không bỡ ngỡ, nhưng cô nàng ngây thơ chẳng quan tâm mấy trò gian xảo của anh. Anh đau đầu suy nghĩ chẳng lẽ mình lại kém hấp dẫn đến vậy hay vấn đề nằm ở Tịnh Tịnh. Anh chưa chủ động cầu hôn cô mà đã muốn kết hôn rồi, lại còn muốn phá chuyện Tạ Đặc, không cho trợ lý kết hôn trước mình, có thì cũng phải là anh kết hôn trước. Hôm nay Cố Vinh lấy lý do đi họp cùng Tạ Đặc trợ lý theo anh, nên Ami đành đi với Tịnh Tịnh đi thử váy cưới. Ami nói rằng Tịnh Tịnh cũng thử váy cưới đi để sau này biết mình nên chọn loại nào thích hợp. Cô đang thử váy cưới thì phòng đột nhiên tắt điện. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, cô ra ngoài thì thấy khung cảnh lãng mạn này, không lẽ là ai đó đang cầu hôn cô sao? Ngoài Cố Vinh ra thì còn ai nữa? Tịnh Tịnh, em là bất ngờ của cuộc đời anh, gả cho anh nhé. Tuy nhiều lúc anh không thú vị, cũng chẳng đáng yêu, nhưng không biết từ khi nào trong mắt em đều là hình bóng anh, trong tim cũng chỉ có mình anh, em đồng ý. Anh căng thẳng đeo nhẫn cho cô. Tô Tịnh Tịnh, anh sẽ luôn đối tốt với em. Ami và Tạ Đặc cảm động rớt nước mắt, Tịnh Tịnh đồng ý gả cho Cố Vinh rồi thì trợ lý Tạ cũng thoát được sự chèn ép từ ngài tổng tài này, anh cũng được làm lễ cưới với Ami. Tạ Đặc giúp anh sắp xếp những thứ cần chuẩn bị cho lễ cưới một cách chu toàn, Cố Vinh vô cùng thích cách làm này của trợ lý. Có điều anh cũng phải đích thân đến xem những gì cần phải chuẩn bị cho lễ cưới. Bố mẹ Tịnh Tịnh chuẩn bị chu đáo cho lễ cưới của con gái, cô cảm động muốn giúp nhưng mẹ nói cô chỉ cần nằm dưỡng da. Khoảnh khắc xinh đẹp của con gái chính là ngày kết hôn, mọi thứ họ sẽ chuẩn bị, cô không cần phải làm gì hết. Còn bố cô nói con gái sẽ luôn xinh đẹp khi lấy đúng người giống như mẹ cô vậy. Con gái sắp gả rồi nhưng trong mắt bố mẹ vẫn là đứa nhỏ, cha mẹ nào cũng có tâm nguyện con mình kết hôn sẽ luôn hạnh phúc, cảm ơn vợ đã sinh cho anh một cô con gái tốt. Ngày mai anh mới kết hôn mà ông nội đã đặt trước tên cho cháu rồi, nhưng với ông chuyện này làm càng sớm càng tốt. Ông bảo không còn mong chờ gì ở anh nữa, chỉ mong nhà họ có thêm nhiều chất cho ông, nói với Tịnh Tịnh sinh mấy đứa vào, ông đặt hẳn 5 tên cho 5 cháu rồi. Tiểu Cố, hôm nay bác chính thức giao con gái cho con, nhất định phải đối xử tốt với con bé, giao con gái cho chàng rể, người bố xúc động muốn khóc. Hai người đi trước đến khách sạn làm lễ đường, xe đón dâu khởi hành đến khách sạn, cô dâu căng thẳng nước mắt rưng rưng, bạn thân lấy chồng Ami cũng muốn khóc theo. Đang đi giữa đường đột nhiên nổ lốp xe, đến lễ đường còn hơi xa.
Cố Vinh nghĩ ra một cách, về võ quán Tô gia làm lễ, dù sao đó cũng là nơi có nhiều kỷ niệm của hai người, là nơi ý nghĩa để làm lễ đường. Chiếc xe mô tô không biết từ đâu ra chú rể chở cô dâu quay về võ quán Tô gia bái đường, hai người mời rượu cho ông và bố mẹ. Con gái là bình rượu mơ của bố nhỉ, bố dặn Cố Vinh nếu Tịnh Tịnh là sai chuyện gì thì đừng đánh, đừng mắng mà mang con bé quay về giao cho ông dạy dỗ. Đêm xuân ngàn vàng đưa vào động phòng, còn anh vợ chưa được mời rượu hơi bất mãn. Cố Vinh đến mời rượu cho Hàn Nhiên, Hàn Nhiên nói tôi là anh vợ, nếu sau này cậu ức hiếp Tịnh Tịnh anh sẽ xử lý cậu. Yên tâm đi, em không đánh lại cô ấy. Ông cũng giục cháu mình nhanh vào động phòng, kẻo lỡ giờ tốt, còn phải giữ lời hứa sinh cho ông 5 đứa cháu, ông cầu xin ấy. Chuyến này khổ cho Tịnh Tịnh rồi, hai người cùng nhau vào phòng tân hôn, người đây rượu đó chỉ còn thiếu vài chú mèo con nữa thôi.